Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 2831, truyền tống rời đi, khai Tuy địa vị của Dương Sư kính trọng, nhưng cũng là người tôn trọng quy củ, Trương Huyền gây ra động tĩnh lớn như vậy, coi như muốn giấu giếm cũng giấu không được, trách nhiệm chỉ trách chính hắn, chết không có gì. Chỉ là, người này thiên phú dị bẩm, bị giết như thế, bất kể nói thế nào cũng có chút đáng tiếc. Không đi đường ngay, thiên phú càng cao, đối với nhân tộc làm hại càng lớn. Các trưởng lão hừ lạnh, thiên phú cao thì có ích lợi gì? Một lòng làm điều ác mà nói, thiên phú càng cao ngược lại càng đáng sợ. Nhìn chung lịch sử danh sư đại lục, không biết bao nhiêu nhân vật kinh tài tuyệt diễm, cũng bởi vì không quản được tính tình của mình, cuối cùng đi nhầm lạc lối. Này cũng phải, chiêm sư lắc đầu, lại không xoắn suýt nữa. Thu thập tàn cuộc một chút, chuyện này mau chóng báo lên tới tổng bộ danh sư đường được các trưởng lão lên tiếng đang suy nghĩ làm sao báo lên chuyện này cúi đầu nhìn một cái đột nhiên con ngươi co rụt lại thân thể không tự chủ được lắc lư một cái suýt chút nữa rơi xuống làm sao vậy chiêm sư cau mày điện chủ ngươi nhìn không cách nào giải thích các trưởng lão vội vàng chỉ phía dưới chiêm sư cúi đầu nhìn lại nhìn một cái con mắt cũng trợn tròn cái này sao có thể Audio điện tử võ tấn bền Chỉ thấy phía dưới, địa phương ánh sáng sung kích, trong một cái hố to lớn, Trương Huyền đứng mũi chịu sao, không những không có chết, thậm chí một chút tổn thương cũng không có, phía trước hắn, mấy chục cây trận kỳ cắm trên mặt đất, trong đó ánh sáng nhúc nhích, không gian sao động, tản mát ra ánh sáng ôn nhuận. Đây là, truyền tống trận, đã xây xong. Cái trận kỳ tạo thành này, không phải những vật khác, chính là truyền tống trận, hơn nữa nhìn không gian ổn định trong đó đã thành công không có sai lầm chút nào một gia hỏa nhập hư cảnh bị thánh tử đại trận công kích không những không có việc gì còn thuận tiện bố trí gia truyền tống trận không phải thật sự a à. kỳ lân thú thanh long thú trần nhạc sao chúng ta đi thanh niên nhẹ nhàng cười một tiếng thanh âm vang lên đa tạ lực lượng của chiêm sư cùng tất cả trưởng lão nếu không ta muốn bố trí ra trận pháp này còn không biết năm nào tháng nào ta còn có việc, trước cáo từ. Thanh âm kết thúc, bàn tay lăng không chảo một cái, hai đại thánh thú bay tới, liền bị thu vào không gian gấp, ngay sau đó kéo trần nhạc dao, một đạo chân khí bao phủ, sau một khắc, trận pháp truyền tống lóe lên ánh sáng, hai người biến mất tại chỗ. Đừng để hắn chạy trốn. Lúc này chiêm sư mới kịp phản ứng, tức giận đến lần nữa hét lớn, vội vàng lao đến truyền tống trận, đang muốn bao vây không gian truyền tống ngăn cản trận pháp vận chuyển, liền cảm thấy trong trận pháp một đạo lực lượng tuôn trào ra, ầm um, nổ vang kịch liệt, trận pháp trong nháy mắt sụp đổ, mấy chục cây trận kỳ trước đó cắm trên mặt đất bay lượt, truyền tống trận hoàn toàn biến mất, hủy đi tất cả dấu vết như trước đó không có xuất hiện qua. Trận pháp này không chỉ nắm giữ công năng truyền tống, còn tăng thêm năng lực tự bảo. thân thể vụt qua, chiêm sư cảm thấy triệt để muốn điên rồi, hắn rất lý giải trận pháp, nếu không cũng không có khả năng nắm giữ trận kỳ cấp 9. Đối phương ở thời điểm bọn họ công kích đến, không chỉ bố trí ra một truyền tống trận, càng che giấu lực lượng tự hủy ở trong đó, đợi truyền tống xong, bọn họ muốn tiếp xúc sẽ bùng nổ. Như vậy tất cả dấu vết biến mất, coi như tận mắt nhìn thấy, cũng không cách nào biết đến cùng truyền tống đến nơi nào, triệt để mất đi manh mối. Gia hỏa này chạy trốn, về sau nhất định trở thành tai họa, tất cả học sinh, trưởng lão của Thánh tử điện nghe lệnh Kể từ hôm nay, bốn phía dò xét, một khi phát hiện tung tích, lập tức bẩm báo, không thể dây dưa lỡ việc, nếu như có cơ hội. Có thể đánh chết tại chỗ. Liên hợp vây công, vận dụng đại trận hộ điện, tất cả trưởng lão cũng không thể lưu người lại, thậm chí còn bị đánh ra một vùng phế tích, ánh mắt chiêm sư run lên, ban bố mệnh lệnh. chương 2832, Hàn Băng Thành 1 Phần Phật, kịch liệt lắc lư, Trương Huyền phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất giống như lần trước, toàn thân đau đớn, tựa như sắp xé rách, không ít địa phương trên thân thể xuất hiện vết máu. Trên thực tế, dựa theo thực lực của hắn bây giờ, muốn bố trí ra truyền tống trận, quả thực khó mà làm được, nhưng sự tình triệu nhã lại không thể bị dở dang, dưới tình thế cấp bách, đành phải cứng rắn chống đỡ đám người chiêm sư liên thủ công kích, sau đó lợi dụng lực lượng cùng thời cơ xảo diệu, chuyển rời đến trong trận pháp. Tất cả trưởng lão của Thánh Tử Điện, phối hợp Thánh Tử Đại Trận công kích, ngay cả hỏa diễm kỳ lân thú tu vi thánh vực cửu trọng đỉnh phong cũng ngăn cản không nổi, toàn bộ tiến vào trận pháp, lập tức để hắn bố trí thành công, cũng nắm giữ đầy đủ lực lượng vận chuyển, thành công truyền tống đi. Bất quá, tuy thành công, nhưng thân thể thương thế cũng nặng trước nay chưa có. Không nói truyền tống cự ly xa sinh ra không gian công kích, chuyển di lực lượng tấn công của mọi người, liền để lục phủ ngũ tạng của hắn lắc lư, bị trọng thương. Loại thương thế này, ẩn chứa khí thức của mọi người, cho dù là thiên đạo chân khí, trong thời gian ngắn cũng khó mà chữa trị. Bành! Giấy ruộng muốn đứng dậy, ngay sau đó nghe được một thanh âm trầm muộn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Nhạc Giao cũng ngã ở bên cạnh, thương thế trên người so với hắn còn nặng hơn. Vết máu đầy người, hơi thở mong manh, tựa như lúc nào cũng sẽ tắt thở. Trần Nhạc Giao chỉ có thực lực xuất khiếu cảnh, Trương Huyền bố trí truyền tống trận, dính dáng thiên đạo công pháp, dù trình độ vững vàng vượt qua trận pháp phổ thông, nhưng vẫn không phải thực lực như nàng có thể chống lại. Nếu không phải trước lúc truyền tống, Trương Huyền dùng hết lực lượng ở bên ngoài thân nàng tạo thành một vòng chân khí phòng hộ, chỉ sợ đã bị quấy thành bụi phấn, chẳng còn sót lại gì. Dù như vậy, cũng gần như chỉ còn lại có một hơi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Còn tốt, thấy thương thế tuy nghiêm trọng, nhưng không khó trị liệu, Trương Huyền thở phào nhẹ nhóm, chậm rãi đứng dậy. Khẽ động, chạm đến thương thế, lần nữa phun ra hai ngụm máu tươi. Nói thật, từ khi tu luyện đến nay, đây coi như là một lần thảm nhất. Đi tới trước mặt Trần Nhạc Dao, cong ngón tay bắn ra, mấy đạo chân khí lập tức dọc theo kinh mạch truyền vào, chữa trị địa phương tổn hại trong cơ thể đối phương. Thấy sắc mặt nàng từ từ hòa hoãn, vết thương ngưng kết, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chữa thương cho mình. Liên tục vận chuyển ba chu thiên, trải qua hơn 10 phút, lúc này mới cảm giác đau đớn dịu xuống một hồi nhẹ nhõm. Dù còn không có triệt để khôi phục, nhưng không xê xích gì nhiều. Lần sau không thể mạo hiểm như vậy, hơi không cẩn thận, còn chưa tới chỗ, người có khả năng chết trước rồi. Trương Huyền thở ra một hơi, lắc đầu. Dù thành công bố trí ra truyền tống trận, hơn nữa truyền tống rời đi, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều trình tự chỉ cần kém một tơ một hào, liền có khả năng công lao đổ biển, thân tử đạo tiêu. Lần này có thể thành công, nói trắng ra là có vận may ở bên trong. Nhìn lại Trần Nhạc Giao, thấy nàng tuy vẫn hôn mê, nhưng hô hấp trôi chảy hơn không ít, trước đó vết thương dữ tợt, giờ phút này cũng đã hoàn toàn khôi phục. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra châm bạc, chân khí ở phía trên du tẩu một vòng, ngón tay búng một cái, ghim vào. Nhìn qua tất cả thư tịch liên quan tới y sư bát tinh của Thánh Tử Điện, coi như khỏi cần thư viện, cũng không kém gì y sư cửu tinh, đối phương chỉ là bị không gian chấn động, dọa đến hôn mê, lúc này ngoại thương diệt hết, để người tỉnh táo cực kỳ đơn giản. Quả nhiên, Trầm Bạc đi vào, lông mày của Trần Nhạc sao lắc lư một cái, ngay sau đó chậm rãi mở ra. Ta không chết, ngồi dậy, cảm thụ thoáng cái, nữ hài tràn đầy khó tin. Vốn cho rằng lần này đi vào một truyền tống trận chưa hề sử dụng qua, hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới còn có thể sống. Muốn ngươi dẫn đường đi băng nguyên cung, đương nhiên sẽ không để ngươi tử vong, Thấy bộ dáng nàng như vậy, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, đánh gãy nàng vui mừng. Tốt rồi, nhìn xem đây là địa phương nào, chúng ta cách băng nguyên cung còn xa lắm không? Ừm, Trần Nhạc Giao đứng dậy, thân thể mềm mại vụt qua, bay đến trên không, nhìn chung quanh một vòng, tràn đầy khó tin. chương 2833, Hàn Băng Thành 2 Đây là ngoại ô Hàn Băng Thành, chúng ta thoáng cái đến nơi này. Nhanh như vậy, lần đầu tiên ngồi truyền tống trận, đều có loại cảm giác hoảng hốt này, Trương Huyền cũng không ngoại lệ, huống chi là nàng. Hàn băng thành, Trương Huyền cau mày, cách tổng bộ băng nguyên cung còn xa lắm không? Hắn nghiêm ngặt dựa theo vị trí đối phương nói giả thiết truyền tống trận, chẳng lẽ xuất hiện sai lầm? Tổng bộ băng nguyên cung ngay ở trong hàn băng thành, trong đó có bầy hộ tông đại trận, không cho phép người ngoài truyền tống đến, cho nên ta nói địa chỉ cho ngươi, là ở ngoại ô, không nghĩ tới thật truyền tống tới, không sai chút nào. Trần Nhạc Giao kinh ngạc. Thế lực nhất đẳng giống như bang nguyên cung, khẳng định không có khả năng cho phép người truyền tống vào, thật muốn làm như vậy, chỉ sợ còn không có tìm được thiếu cung chủ, đã huyên náo đại loạn. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng nói cho đối phương biết chính là vị trí ngoại ô, chỉ là không nghĩ tới, đối phương lần đầu tiên bố trí ra truyền tống trận, vị trí truyền tống cùng địa phương nàng nói tới không sai chút nào. Cách mấy trăm vạn cây số không xuất hiện một chút sai lầm, xem như trận pháp sư cửu tinh đỉnh phong cũng rất khó làm được. Phải biết, trận pháp sư cửu tinh bình thường bố trí truyền tống trận đều sẽ trước thời hạn ở địa phương muốn đi, lưu lại một truyền tống đài, mục đích là vì xác định địa điểm cùng mục tiêu tốt hơn. Loại truyền tống đơn hướng này, mục tiêu gì cũng không có, chỉ bằng vào tính toán liền làm được. Lý giải trận pháp mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng ra. Cái tên này thật trước đó hoàn toàn không biết truyền tống trận pháp sao. Chỉ học vài phút, đã đến là tốt rồi, nhanh vào thành đi, nghĩ biện pháp hỏi thăm tin tức một chút, triệu nhã đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghe được ở phụ cận, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Ừm, vị trước mắt này, vì cứu học sinh, đắc tội thánh tử điện cũng không sợ hãi chút nào, liền biết quyết tâm của hắn, lúc này Trần Nhạc Giao không nói thêm lời, bay về phía tường thành cách đó không xa, Hàn băng thành bởi vì có băng nguyên cung tỏa chấn, tuy băng tuyết đầy trời, vẫn như cố thuộc về một trong các đại thành trấn của toàn bộ đại lục. Ngày mới tối liền đóng cửa thành, cự cử tuyệt tất cả khách tới. Bất quá Trần Nhạc Sao có lệnh bài đệ tử hạch tâm của băng nguyên cung liền nhẹ nhõm đi vào nội thành, bông tuyết đầy trời, tuy hàn khí bức người, nhưng trên đường phố vẫn cực kỳ hừng hực, người đến người đi, ngựa xe như nước. Trương sư, bây giờ chúng ta liền đi băng nguyên cung ư. Trần Nhạc Giao quay đầu nhìn qua. Trương Huyền lắc đầu. Vì cái gì? Trần Nhạc Giao không hiểu. Gấp gáp chạy tới như vậy, không tiếc tiêu tốn vô số đại giới, sao tới trước mặt, ngược lại không vội nữa. Việc cấp bách, cũng không phải đi qua, mà là nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì, trước thời hạn có chỗ chuẩn bị. Nếu không, vì tiện xông tới, xảy ra chuyện, không những không thể cứu người, còn có thể đoạn tuyệt tất cả cơ hội. Trương Huyền nhíu mày xảy ra chuyện, đi băng nguyên cung có thể có chuyện gì, trương sư ý tứ là. Trần Nhạc Giao sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy toàn thân như sối nước lạnh. Là trong băng nguyên cung xuất hiện vấn đề. chương 2834, tên ta là Dương Huyền một Nàng hỏi thăm qua người quen trong tông môn, lấy được tin tức, không có xuất hiện bất kỳ biến cố, cũng không có phát sinh cái gì, đường đường thiếu cung chủ băng nguyên cung dưới một người, trên vạn người, phát ra tin tức cầu cứu, vậy mà không một người biết hoặc là nói dối hoặc là sự tình phát sinh ở trong tông môn có người tận lực che giấu tin tức cũng không tiết lộ nếu không thiếu cung chủ gặp nạn vì sao không trực tiếp thông chi cung chủ cũng không báo tin cường giả trong cung ngược lại tốn sức vất vả đưa tin cho sư phụ tu vi không cao rất rõ ràng trong cung đã không còn người nàng tin tưởng chỉ tin tưởng vị lão sư này mang nàng một đường đi tới thân thể trần nhạc sao run rẩy chỉ cảm thấy ra đầu sắp nổ tung. Trước đó chỉ biết là thiếu cung chủ xảy ra chuyện, có chút nóng này, không nghĩ tới tầng này, trương sư từ chối nàng vì tiện hành động, giờ mới hiểu được. Ngươi là người băng nguyên cung, phải tuân thủ quy định của băng nguyên cung, nếu như cảm thấy khó xử, chuyện này chính ta xử lý là được, có điều hy vọng đừng tiết lộ tin tức ta đã đến. Quay đầu nhìn qua, trương huyền ôm quyền. Nếu thật là trong băng nguyên cung xuất hiện vấn đề, đối phương là đệ tử băng nguyên cung, để nàng khó xử, còn không bằng giả bộ như cái gì cũng không biết. Cái này, Trần Nhạc Giao nói không ra lời. Nếu thật là trong băng nguyên cung động thủ với thiếu cung chủ, có thể có loại năng lực này chỉ có một người. Đại trưởng lão, từ khi cung chủ đời trước mất tích, đại trưởng lão liền bắt đầu chịu trách nhiệm công việc toàn bộ băng nguyên cung, trong trong ngoài ngoài tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, đều từ nàng một lời quyết định, nguyên nhân chính là như vậy, coi như nàng không phải cung chủ, cũng đã có thể so với cung chủ nếu như vừa rồi suy đoán là đúng là trong cung xuất hiện biến cố chỉ sợ nhất định là vị đại trưởng lão này tự thân xuất thủ nàng ra tay thân là đệ tử thật có thể vi phạm mệnh lệnh ư cáo từ biết đối phương khó xử trương huyền không nói thêm lời nhấc chân đi thẳng về phía trước mới vừa đi mấy bước chỉ thấy trần nhạc giao từ phía sau đuổi theo che ở phía trước tràn đầy kiên định chờ ta một chút thiếu cung chủ làm người hiền lành trương sư cũng có ân với ta mặc kệ đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng phải đi cứu nàng. Dù vi phạm quy định cùng mệnh lệnh trong cung. Người cần nhắc kỹ chưa, chuyện này không thể coi thường, một khi làm, vô cùng có khả năng không có đường sống. Trương Huyền lắc đầu. Ta biết. Trần Nhạc Giao thở ra một hơi nói. Thiếu cung chủ là người rất tốt, Trương Sư càng sáng chế ra công pháp giải quyết tai họa ngầm của băng nguyên cung, để họ được lợi. Đương nhiên, trọng yếu nhất là vị trước mắt này vì học sinh, không tiếc đối kháng toàn bộ thánh tử điện, loại tình nghĩa này, bất kể ai nhìn thấy cũng sẽ xúc động, cam tâm tình nguyện giúp một tay. Vậy là tốt rồi, ta thay triệu nhã cảm ơn ngươi. Thấy đối phương thực lòng, Trương Huyền không nói nhiều nữa, nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn qua. Băng Nguyên cũng có người quan hệ vô cùng tốt với ngươi, hơn nữa địa vị kính trọng không? Trước tìm người này, cẩn thận hỏi thăm, có lẽ có thể tìm ra một ít đầu mối hiện tại trọng yếu nhất là biết tình huống chân chính của triệu nhã, mới có thể làm tốt ứng đối bước kế tiếp. Tìm người hỏi thăm, là biện pháp duy nhất. Cùng ta quan hệ tốt, đều là chút ít đệ tử, hẳn là biết không nhiều, chẳng qua. Ta quen biết một vị trưởng lão, quan hệ không tệ, bình thường cũng cực kỳ chăm sóc ta, hỏi thăm nàng có lẽ có thể biết một chút. Trần Nhạc Giao cao mày, suy tư một lát nói. Trưởng lão, thực lực gì? Trương Huyền nhìn qua. Thánh vực bát trọng hậu kỳ, ở trong tất cả trưởng lão không tính quá cao, có điều chịu trách nhiệm đồ ăn thức uống của tất cả đệ tử trong cung, nếu như thiếu cung chủ không ở trong cung, hoặc xảy ra chuyện, nhất định có thể biết. Trần Nhạc Giao nói, chịu trách nhiệm đồ ăn thức uống, tốt, dẫn ta đi gặp nàng. Trương Huyền gật đầu, trưởng lão chịu trách nhiệm đồ ăn thức uống, chức vị không cao, nhưng hẳn là tin tức linh thông nhất. Triệu Nhã thật muốn xảy ra chuyện, nhất định sẽ biết. Hiện tại đêm khuya, nàng hẳn là ở tiểu viện của mình nghỉ ngơi, chỉ là chỗ ở của nàng ở trong băng nguyên cung, thời gian này chỉ sợ không dễ tiến vào. Trần Nhạc Giao cau mày. Tìm tới vị trưởng lão này đơn giản, mấu chốt là nàng ở trong băng nguyên cung, hiện tại trời tối cửa cung đóng chặt, làm sao mới có thể đi vào. Có thể hẹn ra gặp một lần hay không? Trương Huyền nói. Trương 2835, tên ta là Dương Huyền khai Trần Nhạc Giao lắc đầu. Hẳn là rất khó, coi như nàng là trưởng lão, cũng sẽ không tùy tiện rời băng nguyên cung, có điều, mỗi ngày rạng sáng, nàng đều sẽ đi chợ mua sắm rau quả, các loại nguyên liệu nấu ăn. Rạng sáng, trương huyền cao mày, bây giờ cách rạng sáng còn có ba canh giờ, chậm thì sinh biến, không biết có biện pháp khác không. Giờ phút này cách rạng sáng, còn có một đoạn thời gian, thực sự không thể bị dở dang. Cái này, Trần Nhạc Giao lắc đầu. Nàng là cô gái ngoan ngoãn trong tông môn, chưa bao giờ có kinh nghiệm hẹn người đi ra, trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Vị trưởng lão này mua sắm rau quả, là ở địa phương riêng biệt, hay có thương nghiệp cung ứng riêng? Trương Huyền hỏi, băng nguyên cung là thế lực lớn, môn nhân ăn uống, tự nhiên đều là đồ vật riêng biệt, từ người chuyên trách bồi dưỡng, linh khí đầy đủ, tạp chất cực ít. Thương nghiệp cung ứng chính là gia tộc lớn nhất Hàn băng thành này. Hàn gia, Trần Nhạc Giao nói, càng là đại tông môn, trên ăn đồ càng có quy củ, không có khả năng tùy ý mua ở chợ bán thức ăn, nhất định có thương nghiệp cung ứng riêng. Nếu không, chỉ cần hạ độc ở trong rau quả, chẳng phải toàn bộ tông môn đều bị chơi chết. Hàn gia có dạng thương nghiệp cung ứng này là tốt rồi, người có biết bọn họ ở nơi nào không? Trương Huyền mỉm cười. Ta từng theo trưởng lão đi qua một lần, biết vị trí. Biết ý tứ của đối phương, Trần Nhạc Giao vội vàng gật đầu. Hẹn vị trưởng lão kia đi ra, rất khó, nhưng thương nghiệp cung ứng, tìm lý do để đối phương đi ra, hẳn là cực kỳ đơn giản. Dẫn đường đi. Trương Huyền gật đầu. Trần Nhạc Sao cũng không chối từ, vội vàng đi về phía trước. Tốc độ của hai người cực nhanh, đi đại khái hơn 10 phút, một tiểu viện xuất hiện ở trước mắt. Trương Sư, đây là Hàn Gia. Trần Nhạc Sao giới thiệu. Ừm, nhìn phủ đệ trước mắt, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Có thể cung cấp đồ ăn cho một thế lực lớn. Gia tộc này nhất định cũng không đơn giản. Đưa bái thiếp đi. Trương Huyền khoát tay áo. Loại gia tộc này, xông vào khẳng định không thực tế, hơn nữa động tĩnh làm lớn, phiền phức càng nhiều, muốn gặp người phụ trách của đối phương, chỉ có thể đưa bái thiếp. Bái thiếp, viết tên của ta. Trần Nhạc Sao sững sờ. Mặc dù nàng là đệ tử thiên tài trong tông môn, nhưng đối phương bàn bạc đều là trưởng lão của băng Nguyên Cung, đêm khuya tới bái kiến muốn gặp được chủ nhân, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Viết ta đi, Trương Huyền nói. Ngươi, trần nhạc sao run lên. Tên của ngươi, chỉ sợ cũng không được. Mặc dù Trương Sư là lão sư của Thiếu Cung Chủ, nhưng chỉ hạn chế truyền bá trong phạm vi nhỏ, danh khí cũng không lớn, trọng yếu nhất là, mới vừa cùng Thánh Tử Điện gây ra mâu thuẫn, hiện tại dùng cái tên này, có thể quá mạo hiểm hay không? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trương Sư xoay đầu lại chẳng biết lúc nào đã thay đổi dung mạo, thoạt nhìn là một trung niên nhân, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt thản nhiên. Từ giờ trở đi, tên ta là Dương Huyền, chương 2836, Hàn Thủy Lưu 1. Dương Huyền, Trần Nhạc Giao giật nảy mình. Ngươi, ngươi, muốn mượn dùng tên tuổi Dương Sư. Dương Sư Dương Huyền, người khác không biết, nàng là nghe qua. Đệ nhất thái thượng trưởng lão của danh sư đường, địa vị cao, có thể xưng đương đại đệ nhất, thực lực lại càng không cần phải nói. Xem như lão sư của mình cũng không thể mượn dùng như vậy. Bây giờ muốn làm cho đối phương đi ra, chỉ có thể mượn dùng. Triệu nhã là đồ tôn của hắn, có lẽ sẽ không tức giận. Ánh mắt của Trương Huyền thản nhiên. Trần Nhạc Giao nói không ra lời. Nói thật, vị trước mắt này, thật đúng là to gan lớn mật. Cưỡng ép lao ra thánh tử điện ngược lại cũng thôi, còn giả mạo sư phụ của mình không bị phát hiện ngược lại cũng thôi nếu bị phát giác còn không trực tiếp nháo đến tổng bộ danh sư đường đột nhiên có chút hối hận đồng ý đối phương muốn cứu triệu nhã vị lão sư vô pháp vô thiên này của thiếu cung chủ làm như vậy thật không biết sẽ gây ra động tĩnh gì yên tâm đi không có việc gì thấy nàng như vậy biết lo lắng cái gì trương huyền xua tay giả mạo dương huyền hắn sớm đã thuận buồm xuôi gió chắc chắn sẽ không phạm sai lầm Tình huống hiện tại, tên của hắn quả thực không thể dùng, nhưng tổng bộ danh sư Đường Dương Huyền có thể cho người khiếp sợ rất mạnh, có lẽ có thể tìm được triệu nhã dễ như trở bàn tay. Dù sao vị Dương Huyền thật kia đang bế quan ở Trương gia, thẳng đến hắn rời đi cũng không có xuất hiện, nói rõ cách đi ra còn không biết bao lâu, không cần lo lắng. Tốt, biết đã cưới lên lưng hổ, không có cách nào xuống, Trần Nhạc Sao đành phải lấy ra bái thiếp, chân khí du động, lưu lại tên ở phía trên không cần viết danh sư đường chỉ viết hai chữ dương huyền là được thấy nàng khác ra chữ viết trương huyền nói được không biết vì sao dặn dò như vậy nhưng biết đã yêu cầu như vậy khẳng định có mục đích của mình trần nhạc giao không nói thêm lời lần nữa lấy ra bái thiếp viết tên lên làm xong lúc này mới đi tới trước mặt đại môn gõ gõ kẹt kẹt hộ vệ đi ra lão ra nhà chúng ta muốn thăm hỏi gia chủ của các ngươi mong đi thông báo Trần Nhạc Giao đưa bái thiếp tới, giờ phút này nàng cũng biết bản thân nên nói cái gì. Đã chế thế như vậy, lão ra nhà chúng ta đã nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại đến. Hộ vệ cao mày lắc đầu, không có tiếp thu. Ta khuyên người vẫn là đón lấy bái thiếp cho thỏa đáng, một khi chậm chế, không phải một hộ vệ như người có thể chống lại. Thấy hắn không thu, Trần Nhạc Giao nhíu mày, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái lệnh bài. Đệ tử hạch tâm của băng Nguyên Cung Hộ vệ không biết Dương Huyền là ai, nhưng cái lệnh bài này vẫn nhận ra được, giật nảy mình, vội vàng nhận lấy bài thiếp. Hai vị chờ một chút, ta đi thông bẩm ngay. Đường đường đệ tử hạch tâm của băng nguyên cung, cũng phải gọi lão ra, nói rõ vị sau lưng kia, địa vị ít nhất cũng là trưởng lão, quả thực không phải một hộ vệ như hắn có thể đắc tội. Ừm, thu lệnh bài về, Trần Nhạc Giao trở lại sau lưng Trương Huyền, hai người chậm rãi đi vào viện, tại đón khách phòng ngồi xuống. An bài tốt nước trà, cầm bái thiếp, hộ vệ vội vã đi đến phòng gia chủ. Tuy đã đêm khuya, nhưng vị gia chủ này cũng không nghỉ ngơi, còn cùng tộc nhân thảo luận sự tình gì đó, đi vào gian phòng, hộ vệ vội vàng ôm quyền. "Tộc trưởng, bên ngoài có người cầu kiến." "Lúc này ai tới tìm ta?" Hàn gia gia chủ Hàn Thủy lưu nhíu mày hỏi. "Đây là bái thiếp, không dám nói nhiều." Hộ vệ đẩy bái thiếp tới. Hàn Thủy lưu nhận lấy, từ từ mở ra chỉ thấy phía trên chỉ có hai chữ Dương Huyền, không còn chữ viết gì khác. chương 2837, Hàn Thủy Lưu 2 Dương Huyền, tràn đầy nghi ngờ, Hàn Thủy Lưu nhìn lại. Người kia có thân phận gì? Bái thiếp bình thường, đều cho thấy thân phận, để đối phương biết là ai, chỉ viết một cái tên như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua. Là trung niên chừng 30 tuổi, người mặc trường bào danh sư, trước ngực không có huy chương, không biết đẳng cấp suy nghĩ một chút hộ vệ nói danh sư không có huy chương đẳng cấp hàn thủy lưu càng thêm kỳ lạ nếu là danh sư bình thường đều sẽ ghi chú đẳng cấp để cho người ta coi trọng không có huy chương lại không viết thân phận mấu chốt là nửa đêm tới chơi ra hỏa này nơi nào xuất hiện a à? đoán chừng là người ngung cuồng không biết từ nơi nào tới không tiếp bảo hắn ngày mai tới nghĩ một lát không nghĩ ra hàn thủy lưu tiện tay đặt bái thiếp ở một bên thản nhiên nói lão gia tùy tùng của dương sư là đệ tử hạch tâm của băng nguyên cung thấy hắn không có ý định tiếp kiến hộ vệ vội nói tùy tùng là đệ tử hạch tâm của băng nguyên cung thần sắc của hàn thủy lưu cứng lại bản thân là danh sư gọi dương huyền chẳng lẽ chẳng lẽ thì thầm đôi câu vẻ mặt đột nhiên biến đổi là hắn tộc trưởng là ai phía dưới các trưởng lão tới thảo luận tất cả đều nghi ngờ nhìn qua Tổng bộ danh sư đường có một vị thái thượng trưởng lão thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thực lực cực mạnh. Tên gọi là Dương Huyền, có thể có quan hệ hay không? Hàn Thủy Lưu nói. Thái thượng trưởng lão của tổng bộ danh sư đường, loại nhân vật này, sinh hoạt ở trong mây, làm sao lại tới đây? Vị trưởng lão kia lắc đầu. Hàn gia bọn họ, dù địa vị ở Hàn Băng Thành không thấp, ở Băng Nguyên Cung cũng có lực ảnh hưởng nhất định, nhưng ở trước mặt tổng bộ danh sư đường, vẫn kém quá nhiều đường đường thái thượng trưởng lão làm sao có thể tự thân tới hơn nữa còn đưa bái thiếp nói ra cũng để người khó tin ta cũng không tin nhưng mà thân là danh sư hơn nữa gọi dương huyền thật không biết còn có những người khác hàn thủy lưu lắc đầu các ngươi đi theo ta không phải cũng không có gì nếu thật sự là hắn tự thân tới không có đi nghinh đón chỉ sợ hàn ra chúng ta sẽ đối mặt tai ương dù ở trên đại lục rất nhiều người trùng tên nhưng danh sư dương huyền Trừ vị kia, thật đúng là chưa từng nghe qua người khác. Tuy ở sâu trong nội tâm cũng cảm thấy đối phương sẽ tìm hắn khả năng rất nhỏ, thế nhưng không dám cam đoan, tiểu gia tộc như bọn hắn vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ưm. Ừ. Tất cả trưởng lão đồng thời gật đầu, theo sát ở sau lưng đi ra ngoài, rất mau tới địa phương đón khách, ngay sau đó nhìn thấy một trung niên sắc mặt vàng như nến, đang ngồi ở tại chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt uống nước trà. Phía trước là Dương sư vừa tiến vào gian phòng, Hàn Thủy Lưu lập tức ôm quyền. Tu vi của hắn sớm đã đạt đến thánh vực bát trọng đỉnh phong, nhưng mà vẫn nhìn không thấu tu vi đối phương, thoạt nhìn bình thản, nhưng cho người ta một loại cảm giác khiến người ta run sợ. Giống như vị ngồi kia, chỉ cần động thủ, toàn bộ gia tộc bọn họ đều sẽ chống lại không được. Ta vừa vặn đi ngang qua nơi đây, có một số việc, muốn tìm người hỏi thăm, đêm khuya mạo muội quấy dày, mong hàn gia chủ chớ nên trách móc. Trương Huyền đứng dậy, đồng dạng ôm quyền hành lễ, rất đúng lễ nghi, nhưng trong cơ thể hắn tự nhiên tản mát ra khí thế cao cao tại thượng, dù không phải tận lực, vẫn cho người ta một loại ảo giác cao thủ tịch mịch. Cao thủ, nhất định là cao thủ. Con người của Hàn Thủy lưu co rụt lại. chương 2838, một công ba việc một. Dù đối phương không có biểu hiện ra tu vi đến cùng cao bao nhiêu, nhưng phong thái bình tĩnh, loại thần thái phiêu giật tựa như rời xa hồng trần kia, vừa nhìn liền biết thế sự xoay vần đã trải qua vô số sóng to gió lớn loại người này coi như không phải dương sư chỉ sợ thân phận địa vị cũng không thấp không phải một tiểu nhân vật như hắn có thể chống lại biết điểm ấy nên không còn dám ngạo mạn nữa vội vàng ôm quyền dương sư khách khí người có thể tới gia tộc bọn ta là vinh hạnh của chúng ta không biết có gì phân phó chỉ cần hàn gia chúng ta có thể làm được sẽ không cự tuyệt cũng không có gì ta đi ngang qua lân cận gặp phải thánh thú đánh lén, tiện tay tổn thương hắn, có điều niềm tình nó không phải cố ý gây ra, hơn nữa lại có tâm thần phục, ông trời có đức hiếu sinh, liền muốn giúp trị liệu một tay. Ta Vân Du Tứ Hải, trên người chưa từng mang dược vật, nghe nói Hàn gia nắm giữ dược liệu, nên tới mua một ít. Trương Huyền mỉm cười nói, "Cầu dược liệu." Hàn Thủy lưu sừng sốt một chút. Không biết là thánh thú gì, lại cần loại dược vật nào. Cùng là bị thương thể chất thuộc tính thánh thú khác biệt dược vật cũng không giống nhau giống như hỏa diễm kỳ lân thú cần dược vật hỏa thuộc tính hiệu quả trị liệu càng tốt hơn địa ngục thanh long thú thì cần thuộc tính âm hàn biết đối phương là thánh thú gì loại dược vật nào sẽ tìm kiếm dược liệu tốt hơn chính là bọn họ cổ tay trương huyền rung lên hai con thánh thú rơi vào trước mặt mọi người mới vừa xuất hiện lập tức tản mát ra khí tức kinh người tựa hồ muốn lật tung đại sảnh Địa ngục thanh long thú thánh vực cửu trọng Hỏa diếm kỳ lân thú thánh vực cửu trọng đỉnh phong Tiện tay kích thương hai con thánh thú, hắn không có việc gì Nhìn thấy hai thánh thú bất ngờ xuất hiện, gian phòng yên lặng một hồi Tất cả trưởng lão hàn gia thân thể phát run, nói không ra lời Trước đó, còn có người cảm thấy, đường đường hàn gia gia chủ chạy tới nghênh đón Có chút chuyện bé xé ra to, nhìn thấy hai gia hỏa này, tất cả mọi người không còn tâm tư gì khác có thể tiện tay kích thương hai con thánh thú thánh vực cửu trọng đỉnh phong, thánh vực cửu trọng sơ kỳ, vẻ mặt mây trôi nước chảy, không đáng giá nhắc tới. Nên có thực lực gì, tưởng tượng liền cảm thấy kinh khủng. Ta cần chu dương thảo, mân côi hoa, thanh diệp tử căn, lưu ly đằng. Thuận miệng nói ra mười mấy loại dược liệu, Trương Huyền lắc đầu, vẻ mặt than thở. Tạm thời cần những thứ này, bọn họ đột nhiên đánh lén, ta không quan sát cẩn thận, dùng nhiều hơn một phần mười lực lượng tạo thành kết quả này, thực sự sơ sẩy. Hàn Thủy Lưu co rút, cẩn thận nhìn sang hai con thánh thú, quả nhiên phát hiện hai gia hỏa kia bị thương không nhẹ, miệng vết thương có một cỗ lực lượng đặc thù không ngừng nhúc nhích, vượt rất xa thánh vực cửu trọng, không phải tùy tiện liền có thể hóa giải. Dùng nhiều một phần mười, còn mạnh như vậy. Nuốt ngụm nước bọt, vội vàng suy tư dược vật vừa rồi đối phương nói, một lát sau vẻ mặt trở nên có chút không dễ nhìn, dừng lại một chút, vội vàng ôm quyền. Dương sư, những thuốc này yên tâm đã ta cần sẽ dựa theo giá thị trường thanh toán cho ngươi sẽ không bạc đái trương huyền cười nói ta không phải ý tứ này mà là ngươi nói mười mấy loại dược vật gia tộc bọn ta nhiều nhất có thể tìm ra bảy loại còn có tám loại không bỏ ra nổi hàn thủy lưu vội nói bảy loại lông mày trương huyền nhíu một cái trên mặt không vui không khí chung quanh lập tức ngưng kết xuống giống như biến thành thực chất một cỗ uy áp cường đại bất ngờ từ trên người hắn tản ra, như muốn xé rách thiên địa. Kéo kẹt, kéo kẹt. Chương 2839, một công ba việc hai. Cảm nhận được cỗ khí tức này, toàn thân Hàn Thủy Lưu cùng tất cả trưởng lão không ngừng run lên, như bả vai nhiều hơn một ngọn núi lớn, đầu gối như nhũn ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ quỳ dạp xuống đất. A, à, không có ý tứ, nhất thời thất thần. Thời điểm bọn hắn sắp không kiên trì nổi, trung niên trước mắt nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như gió hóa mưa, áp lực tiêu hết, như cảm giác áp bách vừa rồi chưa hề xuất hiện qua. Không có gì, áp lực biến mất. Hàn Thủy Lưu cùng tất cả trưởng lão đồng thời cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi, hoảng sợ không nói ra được. Để các vị sợ hãi, ta là nghĩ không có dược liệu, hai gia hỏa này muốn khôi phục sẽ tiêu tốn chút thời gian, không có khống chế tốt lực lượng trong cơ thể, quan tâm sẽ bị loạn, là lỗi lầm của ta. Trương Huyền lắc đầu, tràn đầy ái náy. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Hàn Thủy Lưu nào dám nói nhảm, dừng lại một chút, cắn răng nói: "Dương sư, thật ra thì không cần lo lắng, tuy Hàn gia chúng ta không có tám loại dược liệu này, nhưng Băng Nguyên cung hẳn là có, nếu như Dương sư thật cần, ta có thể tìm kiếm giúp một tay, lấy quan hệ của Hàn gia ta cùng Băng Nguyên cung, mấy cây dược liệu mà thôi, hẳn là sẽ không khó xử." "Ồ, ngươi có thể giúp đỡ tìm kiếm?" Trương Huyền nhìn qua Vâng. Hàn Thủy Lưu gật đầu. Hàn gia chúng ta chịu trách nhiệm cung cấp thức ăn và một chút dược vật đơn giản cho toàn bộ băng nguyên cung. Xưa nay cùng bạch trưởng lão quan hệ rất gần, có thể ủy thác nàng tìm kiếm giúp một tay. Vậy làm phiền hàn gia chủ, hiện tại ta liền cần, không biết gia chủ có thể báo cho vị bạch trưởng lão này, để nàng tự mình đưa tới hay không. Mặc dù thương thế của hai con thánh thú này không tính quá mức nghiêm trọng, nhưng tìm dược vật càng nhanh, khôi phục sẽ càng nhanh, tránh khỏi lưu lại di chứng. Trương Huyền nói, tự mình đưa tới, không có vấn đề. Dương sư chờ ở đây, ta đưa tin cho bạch trưởng lão, để nàng đích thân tới một chuyến. Hàn Thủy lưu nhẹ gật đầu, ngay sau đó vội vã xoay người rời đi. Các trưởng lão khác biết vị trước mắt này mạnh mẽ, vội vàng an bài hắn đến đại sảnh huy hoàng nhất của Hàn gia, phục vụ trà ngon. Thật lợi hại. Trần Nhạc sao ở một bên nhìn từ đầu đến cuối, cũng khiếp sợ tột đỉnh, môi đỏ mở ra, lại khó khép lại tốt một chiêu vừa đập vừa xoa. Thả ra kỳ lân thú, thanh long thú, chẳng những dọa hàn gia tâm phục khẩu phục, càng có thể mượn cơ hội tìm kiếm dược vật trị liệu hai con thánh thú, để chúng khôi phục nhanh chóng. Mấu chốt nhất là, có lý do để bạch trưởng lão tới. Một công ba việc, dựa theo ý nghĩ của nàng, trực tiếp tới, để đối phương giúp liên hệ bạch trưởng lão. Bây giờ suy nghĩ một chút, đã rơi xuống tầm thường. Dù sao, một vị danh sư sâu không lường được, chỉ đích danh muốn gặp trưởng lão băng nguyên cung. Để cho người ta không nghi ngờ là giả, một khi tin tức truyền lại băng nguyên cung, chỉ sợ đã đánh cỏ động rắn. Thuận lý thành trương, lại xác lập uy tín cùng thực lực, để cho người ta không có chút nghi ngờ nào, phần năng lực này, quả thực đáng sợ. Nếu không phải tận mắt thấy đối phương do trương huyền ngụy trang thành, thật nghi ngờ có phải là dương sư đến hay không. Ngồi ở đại sảnh uống trà, đại khái hơn 10 phút, chỉ thấy hàn thủy lưu vội vã chạy tới, phía sau đi theo một phụ nhân trung niên. Dương sư, bạch trưởng lão tới. Tiến lên một bước, hàn thủy lưu ôm quyền. Trương huyền nhẹ gật đầu, còn chưa lên tiếng, phụ nhân đối diện nhướng mày, còn mắt rơi ở nữ hài bên người nói. Nhạc giao, sao, sao ngươi ở đây? Trương 2840, địa mạch liên hoa 1. Sự tình trần nhạc giao đi thánh tử điện, toàn bộ băng nguyên cung đều biết, lúc này mới đi 3 tháng, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Bạch trưởng lão, ta đi theo dương sư tới, là có sự tình cần làm. Trần Nhạc Giao vội vàng đứng dậy. Đây là trưởng lão tông môn nàng quen thuộc nhất, không nguyện ý lừa gạt. Dương sư, lúc này ánh mắt của bạch trưởng lão mới rơi vào trên người Trương Huyền. Vị trước mắt này, tuổi tác thoạt nhìn không lớn, tu vi lại sâu không lường được, để cho người ta nhìn không ra sâu cạn. Dương sư ta nghe nói qua không ít, không biết, các hạ là vị nào. Lông mày nhíu một cái, bạch trưởng lão nhìn lại trên mặt hơi không vui trần nhạc giao là đệ tử băng nguyên cung được nàng coi trọng nhất không ở thánh tử điện tu luyện lại bị người trước mắt mang về trong lòng tự nhiên không vui tại hạ dương huyền trương huyền thản nhiên nói dương huyền dương huyền nào bạch trưởng lão thì thầm một câu như nhớ tới cái gì lông mày nhảy một cái tổng bộ danh sư đường dương huyền ha ha trương huyền cũng không trả lời Ngược lại cười nhạt một tiếng, đứng dậy. Bạch trưởng lão, khuôn mặt thoạt nhìn hồng nhuận, trên thực tế có khí huyết ngưng trệ ở huyệt Hoài Hải, nóng lạnh xung đột, dẫn đến trong cơ thể nóng lạnh luân phiên, nếu như không nhìn lầm. Mái tóc dưới mũ của trưởng lão hẳn là màu hoa dâm. Ngươi? Bạch trưởng lão sững sờ, con mắt trợn tròn. Nàng từ trước tới nay đều mang mũ gặp người, chính là vì che giấu mái tóc hoa dâm, ngay cả Trần Nhạc giao quan hệ gần nhất cũng không biết việc này đối phương liếc mắt một cái liền nhìn ra. Không cần khẩn trương, đánh một quyền nhìn xem. Không để ý tới nàng chấn kinh, hai bước đi tới trước mặt, thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. Nghe nói như thế, ánh mắt của bạch trưởng lão ngẩn ngơ, kìm lòng không được đánh một quyền, ngay sau đó kịp phản ứng, sắc mặt tái xanh, đang muốn quát tháo, liền nghe lời nói của đối phương vang lên lần nữa. Người từ nhỏ tu luyện băng huyền công, hơn nữa chưa hề tiếp xúc qua khác giới, cố thủ thuần âm, quả thực đạt đến cực hạn, nhưng ngươi có phát hiện hay không, tu vi của ngươi, đạt tới cảnh giới bây giờ, đã không cách nào tăng thêm, dù dùng dược vật nhiều hơn nữa, tìm bao nhiêu danh sư, cũng không có phương pháp đột phá thánh vực cửu trọng. Ngươi, làm sao ngươi biết? Bạch trưởng lão lui về phía sau. Nàng đã sớm đạt tới thánh vực bát trọng đỉnh phong, đáng tiếc, Thủy Trung không cách nào đột phá, dùng không biết bao nhiêu phương pháp, cũng không có hiệu quả gì, đến bây giờ, đã có chút tuyệt vọng rồi. Chỉ là chuyện này, chỉ có một vài trưởng lão thân thiết trong tộc biết, vị trước mắt này thuận miệng nói ra. Bởi vì nhìn nàng đánh quyền, không có nhãn lực mạnh như vậy đi. Thánh vực cửu trọng vũ không cảnh, trên dưới tứ phương gọi là vũ, vũ không, phải có lĩnh ngộ càng lớn với không gian mới có thể làm được. Băng huyền công, mặc dù là công pháp có một không hai, nhưng dùng băng hàn làm căn cơ, tìm kiếm đột phá, cùng khí tràng của ngươi hơi không hợp. Lúc này mới dẫn đến trong cơ thể ngươi nóng lạnh không đều, tóc xuất hiện hoa dâm. Trương Huyền nhấc mí mắt, lần nữa nhìn qua. Ban đêm mỗi lần ngươi tu luyện, có phải đều sẽ cảm giác tâm khô khó bình? Cảm thấy trong cơ thể có nội hỏa tuôn ra hay không? Cái này, đúng. Bạch trưởng lão muốn phủ nhận, nhưng dừng lại một chút vẫn gật đầu, mang theo nghi ngờ nhìn qua. Dương sư nói tới khí chàng là cái gì? Băng huyền công, ta tu luyện trên trăm năm, đều không có vấn đề, làm sao lại không hợp? Chương 2841, Địa mạch Liên Hoa 2. Đối phương có thể nói ra, có lẽ có thể giúp giải quyết, vấn đề này chính mình cũng khó giải quyết, cho nên không có dấu giếm Chỉ là nàng có chút kỳ quái, tu luyện Băng Huyền công không biết đã bao nhiêu năm, chưa hề xuất hiện qua vấn đề, làm sao lại không hợp? Khí tràng lại là cái gì? Khí tràng chính là từ trường toàn thân ngươi sinh ra, cùng công pháp ngươi tu luyện, bản tính cá nhân quen thuộc, thậm chí cảnh vật chung quanh cũng có quan hệ. Trương Huyền cười cười, thể chất của ngươi, mang theo thuộc tính hàn âm, tu luyện băng huyền công quả thực là phù hợp nhất, không có bất cứ vấn đề gì. Vậy, Bạch Trưởng Lão tràn đầy nghi ngờ. Ngay cả Trần Nhạc Giao cũng không rõ ràng lắm, mới vừa rồi không phải còn nói, khí chàng không phù hợp ư. Tại sao lại nói tu luyện băng huyền công không có vấn đề? Đừng có gấp, thể chất tu luyện không có vấn đề, nhưng khí chàng của ngươi, sớm đã phát sinh biến hóa. Trương Huyền lắc đầu, khí chàng biến hóa. Không sai, nếu như ta không nhìn lầm, sau khi tu vi ngươi đã tới thánh vực bát trọng, có phải ở trong nhà của mình trồng một gốc địa mạch liên hoa hay không? Trương Huyền nhìn qua, đúng, bạch trưởng lão gật đầu. Địa mạch liên hoa, hạt sen có công hiệu làm đẹp, dùng nhàn vĩnh chú, rất nhiều nữ tử đều ưa thích trồng, ngươi trồng một gốc, không gì đáng trách, chỉ là ngươi có biết, loại hoa sen này, cũng không phải hấp thu địa mạch là có thể sống sót, càng quan trọng hơn là cần địa hỏa tẩm bổ, đặc biệt là hạt sen. Muốn trưởng thành, nhất định phải hấp thu hơi nóng, dù chỉ là một tia yếu ớt, cũng đã thay đổi hoàn cảnh chung quanh, để khí chàng bốn phía biến thành thuộc tính hỏa diễm. Ở trong đó một ngày không có gì, hai ngày cũng không có gì, nhưng thời gian lâu dài, cùng băng huyền công của ngươi, thể chất thuộc tính hàn băng, sớm chiều ở chung, liền có vấn đề lớn. Kèm theo thời gian ở chung càng dài, Hỏa tính sẽ ở trong người càng tích tụ càng nhiều, nếu như người đã kết hôn, có lẽ còn có thể bài tiết, nhưng cố thủ nguyên âm, hỏa độc không ra, lại thêm tu luyện công pháp thuần âm, cả hai đối đầu, lúc này mới dẫn đến tóc hoa dâm, chân khí ngưng trệ, cho dù tu luyện tiếp cũng không cách nào đột phá. Trương Huyền lắc đầu, than thở một tiếng. Cái này, thân thể bạch trưởng lão co giật. Tuy không biết đối phương nói có chính xác không, nhưng trong sân nhà nàng quả thực trồng một gốc địa mạch liên hoa, trong cơ thể nàng cũng quả thực chân khí ngưng trệ, cẩn thận hồi tưởng từng màn trước kia trải qua, quả thực là từ khi bắt đầu trồng hoa sen, tu vi mới càng ngày càng chậm. Chẳng lẽ đối phương nói là sự thật? Ta nên làm cái gì? Mong Dương sư chỉ điểm. Giờ này khắc này, trong lòng Bạch trưởng lão không còn nửa điểm nghi ngờ. Trước đó còn cảm thấy Dương sư không có khả năng chạy đến nơi đây, đối phương liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt của nàng hơn nữa nhẹ nhõm chỉ ra, thật quá mạnh mẽ, danh sư cửu tinh cũng không bằng. Trừ vị kia, thực sự nghĩ không ra đến cùng có ai có loại năng lực này. Rất đơn giản, hủy hoa sen trong viện đi, sau đó tiến vào hồ hàn băng ngâm, liên tục kiên trì một tháng, bệnh giữ diệt hết, tu vi cũng sẽ có đột phá, xung kích vũ không cảnh, sẽ không còn vấn đề gì nữa. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Đương nhiên, nếu như ngươi không kiên trì được một tháng, trực tiếp tìm người hôn phối, âm dương điều hòa, ba ngày liền có thể giải quyết. Cái này, bạch trưởng lão hơi đỏ mặt, vội vàng lắc đầu. Ta đi hồ hàn băng là được. Cả đời giữ mình trong sạch, đương nhiên sẽ không vì giải quyết phiền phức, liền đánh vỡ kiên trì. Dương sư địa vị kính trọng, tu vi cao thâm, coi như thánh thú bị thương, cũng sẽ không đến mức không có dược vật liền không cách nào trị liệu nha. Lại nói, coi như cần dược vật, cũng không cần để cho ta tới. Không biết quanh coi như vậy, đến cùng là vì chuyện gì? Lại không xoắn suýt những thứ này nữa, bạch trưởng lão ngẩng đầu nhìn tới. Mặc dù thủ đoạn của đối phương rất hợp lý, nhưng thân là trưởng lão thế lực lớn nhất, kiến thức rộng rãi, kết hợp với trần nhạc sao ở đây, vẫn có thể nhìn ra không đúng. chương 2842, Uy Hiếp 1 Nàng ở trong tất cả trưởng lão của băng nguyên cung, địa vị không tính quá cao, dựa theo tình huống bình thường, coi như sống đến chết, cũng không có khả năng tiếp xúc đến người như Dương Sư, Trần Nhạc Giao đã ở đây, đi theo sau lưng đối phương, lại thêm Hàn Thủy Lưu gia chủ đưa tin mang tới tin tức, còn lại đoán ra được, liền rất đơn giản. Bạch trưởng lão người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Biết không ẩn giấu được, Trương Huyền cũng không nhiều lời, mỉm cười, quay đầu nhìn Hàn Thủy Lưu gia chủ cùng tất cả trưởng lão ở một bên. Cảm ơn Hàn gia chủ thông báo. Dương Sư khách khí, có thể giúp Dương Sư một tay, là vận may của Hàn gia ta. Hàn gia chủ vội vàng ôm quyền, vị này chính là thái thượng trưởng lão của tổng bộ danh sư đường, ngay cả Bạch trưởng lão cũng công nhận, tuyệt sẽ không thể giả, có thể tới gia tộc bọn họ, tuyệt đối là rồng đến nhà tôm. Ừm. Trương Huyền gật đầu, nụ cười biến mất, không nói thêm lời. Nhìn thấy biểu tình của hắn, Hàn gia chủ lập tức hiểu được, vội vàng ôm quyền. Thực sự không tiện, trong nhà của ta còn có chút sự tình cần phải đi xử lý trước xin cáo từ nói xong vội vã mang theo tất cả trưởng lão rời đi rất hiển nhiên dương sư mới vừa nói cảm ơn đã mang theo ý đuổi người nếu ngươi không đi khẳng định giận thật nha gian phòng chỉ còn lại có bạch trưởng lão trần nhạc giao bạch trưởng lão đã đoán được ta cũng không vòng vo triệu nhã là đồ tôn của ta xoay người trở lại chỗ ngồi trương huyền nhìn qua mặc dù biểu lộ trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào lại cho người ta một loại cảm giác áp bách to lớn thiếu cung chủ là đồ tôn của dương sư bạch trưởng lão giật nảy mình hiển nhiên tin tức này nàng là lần đầu tiên nghe nói không sai hiện tại nàng như thế nào ta muốn nghe lời nói thật mong bạch trưởng lão báo cho trương huyền ôm quyền cái này trên mặt lúc đỏ lúc trắng bạch trưởng lão không biết nên trả lời như thế nào ta tiếp được đưa tin nàng gặp phải nguy hiểm hiện tại đã là băng nguyên cung thiếu cung chủ, xảy ra chuyện, hẳn là các người rõ ràng nhất, ta hy vọng đạt được đáp án. Lông mày dương lên, Trương Huyền nhìn lại, ngón tay gõ bàn, thanh âm dần dần trở nên rét lạnh. Người biết thân phận của ta, nhất cử nhất động đại biểu là tổng bộ danh sư đường, không muốn đưa tới quá nhiều phiền phức, mới đến hàn ra tìm ngươi ra. Nếu không, trực tiếp đi tìm đại trưởng lão của các ngươi, chỉ hỏi thăm tình huống đồ tôn một chút, tin tưởng thiên hạ còn không người dám ngỗ nghịch ý chí của ta. Ta, bạch trưởng lão run rẩy. Đối phương không có lấy ra lệnh bài thân phận, cũng không có giống chống khua chiêng, rất rõ ràng là muốn lặng yên làm việc, không muốn kinh động quá nhiều danh sư. Nếu không, lấy thân phận của hắn, ra lệnh một tiếng, băng nguyên cung có tồn tại hay không, còn rất khó nói. Ta cho người thời gian cân nhắc, chẳng qua sự kiên nhẫn của ta có hạn, người không cách nào trả lời, ta sẽ trực tiếp đi băng nguyên cung đến lúc đó, sẽ dẫn tới dạng kết quả gì, tin tưởng khỏi cần ta nói, hẳn là ngươi cũng sẽ minh bạch. Ta biết, thân thể bạch trưởng lão cứng đờ, ngập ngừng chỉ chốc la tết đê án giang nói. Thiếu cung chủ quả thực đã xảy ra chuyện, buổi trưa hôm nay, đại trưởng lão tự mình ra lệch, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão đồng thời ra tay, chân áp nàng ở trong thanh phạm điện, không cho phép ra ngoài, không cho phép rời đi, càng không cho phép đưa tin, chuyện này là cơ mật lớn nhất trong cung, phàm là trưởng lão trong cung, đều không được truyền tin tức ra ngoài, nếu không, giết chết bất luận tội. Thanh Phạm Điện, đây chính là địa phương giam giữ phạm nhân, thiếu cung chủ đến cùng phạm vào sai lầm gì. Trần Nhạc Giao vội vàng nhìn qua. Mặc dù trước thời hạn đoán được, có thể là nội bộ băng nguyên cung xảy ra sự tình, nhưng chân chính nghe được, vẫn cảm thấy khó tin. chương 2843, Uy Hiếp 2 thanh phạm điện là chỗ băng nguyên cung chuyên môn dùng để giam giữ phạm nhân, bị giam trong đó, 89 phần 10 đều là tội ác tài trời, làm ác không chịu hối cải. Trước khi nàng rời đi tông môn, thiếu cung chủ vẫn là hy vọng cùng tương lai của toàn bộ băng nguyên cung, sau thời gian nháy mắt đã bị giam giữ. Người hẳn rõ ràng thân phận của ta, tương đối xấu hổ, sự tình hạch tâm nhất trong cung, biết cũng không nhiều, thiếu cung chủ đến cùng phạm sai lầm gì, ta không rõ lắm, chỉ biết tam đại trưởng lão đồng thời ra tay, liên hợp chân áp bây giờ thiếu cung chủ bị khốn thiên tỏa khóa lại động cũng không thể động bạch trưởng lão nói khốn thiên tỏa thân thể trương huyền căng thẳng loại vật này hắn ở trong thư tịch của thánh tử điện thấy qua giới thiệu là một loại hình cụ có thể vây khốn người người bị khóa lại kinh mạch toàn thân giam cầm không chỉ không cách nào vận dụng lực lượng mỗi ngày còn tiếp nhận đau đớn dằn vặt không nghĩ tới triệu nhã lại bị hình cụ như thế tra tấn đáng ghét vâng chẳng qua dương sư yên tâm, thiếu cung chủ hẳn không có lo lắng sinh mệnh, xế chiều hôm nay, đại trưởng lão còn chuyên môn khai báo, bảo ta chuẩn bị thức ăn ngon, đúng thời gian đưa qua, ngàn vạn lần không thể để cho nàng bị đói. Cảm nhận được trung niên nhân trước mắt, trong cơ thể tản mát ra khí thức băng lãnh, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ chấn vỡ nàng, bạch trưởng lão dọa đến cổ co rụt lại, vội vàng nói. Tại sao đại trưởng lão lại vây khốn thiếu cung chủ, vì sao lại muốn ra tay, nàng đích xác không rõ ràng lắm, chẳng qua căn cứ cử động của đối phương đến xem hẳn là trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là một loại trừng phạt. dẫn ta đi gặp nàng. thanh âm của trương huyền băng lãnh. gặp nàng, cái này, bạch trưởng lão dầu dĩ đại trưởng lão tự mình giam giữ, ta cũng chỉ có thời gian đưa cơm mới có thể tới gần, thời gian khác căn bản không có cách nào đi qua. ta biết, người dẫn ta đi băng nguyên cung chỉ cần nói cho ta biết Thanh Phạm Điện cùng nàng bị giam giữ ở nơi nào là được, còn lại không cần phí tâm." Trương Huyền khoát tay áo, chỉ cần có thể tìm được Triệu Nhã ở nơi nào, lấy năng lực của hắn, liền có cơ hội cứu ra. Đương nhiên, đến cùng xảy ra chuyện gì, thì phải ngay mặt hỏi rõ ràng mới được. Nếu như là một loại tôi luyện, hắn coi như ái đồ sốt ruột, cũng sẽ không chậm trễ. Trên mặt Bạch trưởng lão lúc trắng lúc xanh. "Không mang theo ta đi." ta sẽ trực tiếp tiến vào băng nguyên cung đòi người, chẳng qua ngươi cần rõ ràng, quang minh chính đại đi qua, cùng như bây giờ đi qua khác biệt bao lớn. Biết đối phương lo lắng, Trương Huyền nói. Ta, bạch trưởng lão nói không ra lời. Mang đối phương đi qua, tương đương phản bội đại trưởng lão, không dẫn đi, đối phương là thái thượng trưởng lão của tổng bộ danh sư đường. Một khi nổi giận tất nhiên sẽ mang đến tai họa vô tận cho toàn bộ băng nguyên cung. Thậm chí có thể hủy diệt cả cơ nghiệp, coi như đối phương tôn trọng quy định của danh sư đường, nhưng thực lực quá cao, đơn đấu, toàn bộ băng nguyên cung không có người có thể chống lại. Yên tâm, ta chỉ đi xem đồ tôn của ta một chút, hỏi rõ ràng tình huống, nếu như sai lầm ở nàng, tuyệt sẽ không bao che, đương nhiên, nếu như băng nguyên cung các người cố ý tìm phiền toái, tận lực khó xử. Ta cũng không để ý nói chuyện với đại trưởng lão của các ngươi, lần nữa định ra quy củ mới. Vịn góc bàn, trương huyền hít mắt lại, mặc dù giọng nói bình thản, lại khó che giấu được khí phách. Dường như chỉ cần đối phương thật oan ức triệu nhã, nhất định cho băng nguyên cung một giáo huấn cả đời khó quên. Cái này, nghe nói như thế, biết đối phương tâm ý đã quyết, bạch trưởng lão cắn răng. Được, ta mang dương sư đi. chương 2844, băng nguyên cung 1. Đa tạ bạch trưởng lão. Thấy đối phương đồng ý, trương huyền đứng dậy, ngay sau đó truyền âm. Trần Nhạc Giao, ngươi là đệ tử hạch tâm của băng nguyên cung, nên đừng đi qua, còn nữa, sau khi ta rời đi, không được ở hàn gia, trước ra khỏi thành, đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi. Thân phận nàng đặc thù, theo ở phía sau rất dễ dàng bị nhận ra, xuất hiện phiền toái không cần thiết. Để nàng rời đi, ngộ nhớ cùng băng nguyên cung không có bản song, gây ra mâu thuẫn, cũng sẽ an toàn hơn không ít. Vâng, Trần Nhạc Giao gật đầu. Giao phó xong, lần nữa thu kỳ lân thú, thanh long thú về không gian gấp, đi theo sau lưng bạch trưởng lão rời hàn gia, bay về phía băng nguyên cung. Hàn gia cùng bạch trưởng lão chuẩn bị xong dược liệu, cho hai thú nuốt vào, phối hợp thiên đạo chân khí, khôi phục cực nhanh, có điều nhìn tình cảnh, không có hai ba ngày, muốn khôi phục như lúc ban đầu là không thể nào. Không đến lúc nguy cấp, không thể để cho bọn họ xuất thủ. Trong lòng Trương Huyền thầm nghĩ, trước đó hai con thánh thú cùng đại trưởng lão giao chiến liền bị thương không nhẹ, còn chưa khôi phục, ở thánh tử điện cùng đám người chiêm sư chiến đấu, càng ngạnh kháng thánh tử đại trận công kích, nếu không phải thể chất cường hãn, chỉ sợ đứng lên cũng không nổi. Dù thiên đạo chân khí có thể chỉ tất cả thương thế, nhưng thực lực của hắn bây giờ chỉ có nhập hư cảnh đỉnh phong, đối với tổn thương của cường giả thánh vực cửu trọng mà nói, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, lại thêm hai gia hỏa này hình thể to lớn, coi như tiêu hao sạch tất cả chân khí, cũng chưa chắc có thể làm cho chúng khỏi hẳn. Tổn thương chưa khỏi, liền không thể dùng hết toàn lực chiến đấu, thời khắc mấu chốt vẫn là trước nuôi bọn họ cho thỏa đáng. Dương sư, đây là Băng Nguyên cung, từ trước tới nay cấm người ngoài, muốn đi vào chỉ có thể oan ước ngươi một chút. Phi hành một hồi, đi tới trước mặt một kiến trúc to lớn, Bạch trưởng lão nói: "Không sao cả." Trương Huyền khoát tay áo, nhìn về phía trước. Trước mắt rất nhiều kiến trúc, giống như thủy tinh, ở dưới ngôi sao đầy trời chiếu rọi, tản mát ra quang mang nhàn nhạt bốn phía tràn ngập tuyết trắng, đâu đâu cũng có tượng băng óng ánh long lanh, còn chưa tới trước mặt, chẳng khác nào đi vào một thế giới do băng tuyết tạo thành. Vậy là tốt rồi. Nghe hắn không thèm để ý, bạch trường lão thở phào nhẹ nhóm, đi thẳng về phía trước, đi vào cửa kiến trúc, hai đệ tử ngăn ở phía trước. Nguyên lai là bạch trưởng lão, vị này là. Nhận ra bạch trưởng lão, ngay sau đó tất cả đều nhìn về phía trương huyền. Hắn là hàn gia hàn chữ, lần này chuyên môn đưa vật tư tới ta cũng có chuyện phải thảo luận với hắn bạch trưởng lão nói vâng nghe được là người của hàn gia hai vị đệ tử không có làm khó tránh ra thông đạo trương huyền theo sát ở sau lưng bạch trưởng lão đi thẳng về phía trước ban đêm trong băng nguyên cung không có quá nhiều người tỏ ra cực kỳ yên tĩnh đạp trên tuyết động thật dày đi một hồi thật lâu lúc này mới tới một tiểu viện độc lập đây là chỗ ở của ta lấy năng lực của ta chỉ có thể đưa dương sư đến nơi này, địa phương khác liền đi không được nữa. Đẩy cửa đi vào, bạch trưởng lão nói. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết thanh phạm điện ở nơi nào là được, cái khác không cần lo nghĩ. Trương Huyền gật đầu. Hắn cũng không có ý định để đối phương mang theo đi qua, một là khó xử, thứ hai mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị phát giác. Thanh phạm điện ở phương hướng Tây Nam, đại khái cách 5 cây số. Bạch trưởng lão giải thích cận kẽ vị trí cụ thể cùng bộ dáng kiến trúc. Trương Huyền nhớ kỹ, lúc này mới đi vào một gian phòng, khoanh chân ngồi xuống, ở bốn phía bố trí phong ấn, để ngoại nhân không cách nào dò xét, thân thể vụt qua, vu hồn ly thể. Chương 2845, Băng Nguyên Cung 2. Băng Nguyên Cung trận pháp như rừng, cao thủ nhiều như mây, muốn thần không biết quỷ không hay tìm được Triệu Nhã, nhờ vào thực lực của hắn bây giờ, khẳng định làm không được, cũng chỉ có thể dựa vào vu hồn, vu hồn vô hình vô chất. Hơn nữa dự phán đối với môi trường trận pháp lặng yên đi mà nói hẳn là rất khó bị phát giác. Chỉ là hiện tại hồn thể quá mức đồ sộ, đồng dạng cần cẩn thận. rời đi phong ấn, dán chặt mặt đất, trương huyền lặng lẽ rời tiểu viện. minh lý chi nhãn phối hợp lính ngộ đối với trận pháp, trận pháp bốn phía không có hình thành chứng ngại mảy may, một đường tiến lên, đi năm cây số quả nhiên thấy được một kiến trúc cao lớn xuất hiện ở trước mắt. Đây chính là Thanh Phạm Điện. Kiến trúc này cùng Bạch Trưởng lão nói giống nhau như đúc, hẳn là địa phương giam giữ Triệu Nhã. Trận pháp thật lợi hại. Nhìn bốn phía, chỉ thấy một trận pháp to lớn đang vận chuyển, uy lực so với đại trận hộ điện của Thánh Tử Điện cũng không hề yếu. Tuy trận pháp lợi hại, nhưng thiếu hụt hơn Thánh Tử Điện quá nhiều, muốn lẫn vào trong đó không khó. Đối với người khác mà nói, trận pháp này hoàn mỹ vô khuyết, căn bản vào không được, nhưng ở trong mắt hắn, sơ hở đâu đâu cũng có, coi như mạnh mẽ, muốn trà trộn vào cũng không khó. Thân thể ngưng lại, đang muốn chui vào, liền nghe nơi xa vang lên thanh âm sột soạt, lông mày dương lên, vu hồn vụt qua, trốn đến trong đống tuyết. Mới vừa giấu kỹ, liền thấy hai bóng người đạp tuyết đi tới. Là hai nữ tử, bóng lưng không nhìn thấy tuổi tác, có điều từ làn da có thể thấy được, tuổi tác không nhỏ. Thật mạnh, lặng lẽ nhìn lại, khí tức hai người này như rồng, tuy không có tận lực phóng thích, nhưng cho người ta một loại uy áp nồng đậm, đặc biệt là vị bên trái, tuy kém Trương gia đại trưởng lão, nhưng so với Trương vô Trần không kém chút nào, chỉ sợ đều là cường giả vượt qua thánh vực cửu trọng. Chẳng lẽ là đại trưởng lão? Lông mày Trương Huyền nhảy một cái. Vốn định lặng lẽ tìm Triệu Nhã, không để người ta phát hiện, không nghĩ tới, còn không có nhìn thấy người, trước thấy được vị này nếu thật là đại trưởng lão bị phát hiện liền phiền toái chí ít thực lực của đối phương bây giờ không phải hắn có thể chống lại thế nào nàng nói thế nào trong lòng đang phỏng đoán vị trước mắt này đến cùng là ai liền nghe đối phương đè thấp thanh âm truyền đến không đồng ý một người khác nói hư không thể tùy theo nàng lần trước chính là ta quá nuông chiều mới để cho mẹ nàng chạy mất lần này chắc chắn sẽ không thanh âm nữ nhân kia băng lãnh nói nhưng mà chỉ cần nàng không đồng ý một mực giam giữ như vậy cũng không được một người khác nói tiếp không cần một mực giam giữ trước giam vài ngày để nàng ăn chút đau khổ lại nói đại trưởng lão khoát tay áo đúng rồi nàng không phải có lão sư sao nghe nói còn rất tôn trọng nghĩ biện pháp bắt tới dùng hắn làm uy hiếp xem nàng có nghe mệnh lệnh hay không lão sư nàng vị trương huyền kia hắn có ân với băng nguyên cung chúng ta hừ có ân lại như thế nào sự kiện kia cực kỳ trọng yếu chỉ cần thành công băng nguyên cung sẽ lần nữa tăng lên một bậc thang không thể để bất luận người nào cự tuyệt đại trưởng lão phát tay muốn bắt ta trương huyền sầm mặt lại ừm người nào cảm xúc xuất hiện chấn động đại trưởng lão lập tức phát hiện không đúng bỗng nhiên xoay người lại con mắt nhìn sang chỗ trương huyền ẩn núp Chương 2846, lão sư, học sinh rất nhớ người một. Ừm, thân thể Trương Huyền cứng đờ, vội vàng co rút lại thành một đoàn, cả người vô niệm vô tưởng, không tiết lộ nửa điểm khí tức. Mặc dù vô hồn của hắn thể tích khổng lồ, nhưng tu luyện Thiên Đạo công pháp lại đã trải qua mấy lần lôi kiếp rèn luyện, sớm đã ông ánh long lanh, giống như thủy tinh, chỉ cần không tận lực tiết lộ, thánh vực cửu trọng thậm chí cao hơn cũng khó mà phát giác. Làm sao vậy, đại trưởng lão một người khác sừng sốt, vội vàng xoay người. Hai mắt của đại trưởng lão như điện, ở trên đất tuyết nhìn một vòng, thần thức cũng cẩn thận quét một lần, cuối cùng không có phát hiện gì, lúc này mới xoa xoa mi tâm. Không có gì, có thể là gần đây ngủ không ngon, có chút quá cảnh giác. Vừa rồi rõ ràng cảm giác được có ý niệm không ổn định, thời điểm tra xét lại không tìm thấy, chẳng qua, nàng không tin thế gian này còn có người có thể che giấu ở trước mặt nàng, đã dò xét không ra, hẳn là cảm giác sai. Mặc dù băng nguyên cung nghiêm mật kém tổng bộ danh sư đường, nhưng cũng không phải người nào cũng có thể đi vào, đại trưởng lão yên tâm. Thấy nàng không có phát hiện cái gì, một người khác cười cười. Ừm, đại trưởng lão nhẹ gật đầu, không giàu dĩ nữa, tiếp tục đi đến phía trước. Quả nhiên là đại trưởng lão. Thấy các nàng đi xa, nhớ tới vừa rồi đối thoại, Trương Huyền biết kia thật là đại trưởng lão, chậm rãi từ trong đống tuyết lơ lửng lên, Trương Huyền híp mắt lại. Từ trong đối thoại có thể nghe ra, đối phương muốn ép Triệu Nhã làm chuyện gì đó, nhưng mà nàng không đồng ý, lúc này mới dẫn phát mâu thuẫn. Mặc kệ chuyện gì, nhất định là Triệu Nhã không nguyện ý. Đường đường băng nguyên cung, một trong mấy thế lực đỉnh phong nhất thiên hạ, thế mà ép buộc thiếu cung chủ đi làm chuyện không muốn làm, thậm chí không tiếc giam giữ, còn muốn lấy lão sự uy hiếp, đến cùng là chuyện gì. Theo sau nhìn một chút, trong lòng kỳ lạ, thân ảnh nhoáng một cái, Lặng yên không tiếng động đuổi theo. Rất mau tới trước cửa Thanh Phạm Điện, ngay sau đó nhìn thấy đại trưởng lão cùng vị kia cũng tới trước mặt, ngón tay của đại trưởng lão búng ra, một lệnh bài lơ lửng, phong ấn của cung điện nứt ra một khe hở. Hai người nhấc chân đi vào, vừa mới đi vào, phong ấn liền chậm chạp dung hợp. Thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, thừa dịp còn không có dung hợp chui vào, vừa tiến vào trong đó, liền cảm thấy cùng ngoại giới triệt để cắt đứt liên hệ, hình như đi vào một không gian gấp lại hình như đi vào một động thiên. Lại là chướng nhãn pháp. Con người của Trương Huyền co rụt lại. Vốn cho rằng chỉ là một trận pháp phòng ngự, không nghĩ tới, vừa rồi nhìn thấy trận pháp, chỉ là chướng nhãn pháp, nếu quả thật xông vào, đoán chừng cái gì cũng không phát hiện được. Mà chỗ các nàng tiến vào, là một chỗ không gian gấp trong kiến trúc. Hơn nữa không gian này cực kỳ ổn định, so với vị trí của động hư hồ lô không kém bao nhiêu, coi như nắm giữ minh lý chi nhãn, tìm không thấy vị trí cụ thể, cũng có thể không phát hiện được. Trương Huyền củng cố tâm thần, nhìn về phía trước. Không gian gấp này không lớn, cỡ một gian phòng mà thôi, nếu như không phải lĩnh ngộ diễn không thiên thư đệ tam trọng, cũng phát hiện không ra đây là một chỗ khác mà sẽ cho rằng đi vào gian phòng vừa rồi kia. Trương Huyền chậm rãi đi vào trong. Nơi này là không gian gấp, không gian tương đối ổn định, chỉ cần khẽ động, rất dễ dàng gây nên rung chuyển, không dám tùy tiện hành động ngộ nhớ bị vị đại trưởng lão kia phát hiện, trốn cũng trốn không thoát. Đi tiếp cận 5-6 phút, mới đi về phía trước hơn 10 mét, vừa tới đại sảnh, liền nghe thanh âm mang theo lửa giận của đại trưởng lão vang lên. Muốn triệt để kích hoạt thuần âm thể chất, chỉ có một bước này có thể đi, không biết vì sao ngươi lại cự tuyệt. Ngay sau đó một thanh âm thanh thúy vang lên. Ta không nguyện ý, dù bởi vậy không cách nào kích hoạt cũng được. Quả nhiên ở đây, nghe được thanh âm này, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Thanh âm này không phải người khác, chính là của Triệu Nhã. Chương 2847, lão sư, học sinh rất nhớ người hai. Mặc dù hơn nửa năm không gặp, nhưng thanh âm của nàng, ký ức cực kỳ rõ ràng, tuyệt sẽ không bị lỗi. Vòng qua một cây cột thô to, Trương Huyền lặng lẽ nhìn về phía trước, ngay sau đó nhìn thấy Triệu Nhã quả nhiên ngồi tại nguyên chỗ, trên người không có bất kỳ gông xiềng gì, xem ra bạch trưởng lão cũng không biết tình huống cặn kẽ. Trước đó bạch trưởng lão nói, nàng bị khốn thiên tỏa khóa lại, hiện tại vẫn chưa nhìn thấy, xem ra tin tức của đối phương cũng không nhất định chính xác. Ta sẽ cho người thời gian cân nhắc, nhưng người nên rõ ràng, xuất hiện qua một lần thất bại, ta sẽ không cho phép lại xuất hiện một lần, người không đồng ý. Ta cũng sẽ có phương pháp để ngươi đồng ý, ta không hy vọng cuối cùng đi đến một bước kia. Thấy ánh mắt của đối phương kiên quyết, đại trưởng lão hất ống tay áo. Chuyện này khỏi cần cân nhắc, lại cho càng nhiều thời gian, ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Triệu nhã lắc đầu. Rất tốt, vậy ta nhìn người có thể kiên trì bao lâu. Hừ lạnh một tiếng, đại trưởng lão xoay người đi ra ngoài. Một trưởng lão khác thấy nàng đi xa, nhịn không được nhìn qua. Tính cách của đại trưởng lão người cũng biết, vì sao phải mạnh mẽ chống đối nàng. Nhị trưởng lão, người khỏi cần khuyên, chuyện này ta tuyệt sẽ không thỏa hiệp triệu nhã kiên định có thể kích hoạt thể chất của ngươi tự nhiên cũng có thể hủy đi nàng là ví dụ chẳng lẽ ngươi còn muốn dẫm vào vết xe đổ của nàng nhị trưởng lão có chút lo lắng coi như bị phế cũng không oán không hối triệu nhã mang theo khí khái hào hùng nói nàng là loại tính tình này một khi quyết định châu chín con cũng kéo không trở lại lúc trước sở dĩ có thể trở thành học sinh của trương huyền cũng là bởi vì tính cách này. Ai, ngươi, chấm SUI nghĩ thêm đi. Thấy nàng căn bản khuyên không được, nhị trưởng lão lắc đầu, cũng vội vàng đi ra ngoài. Thấy bọn họ đi tới, Trương Huyền giấu ở trong cây cột, một cử động nhỏ cũng không dám, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Tu Vi đạt tới trình độ như đại trưởng lão, nhìn một cái, dù không có bất kỳ tâm lý không ổn định, đối phương cũng có thể phát giác, nếu như đã thấy được triệu nhã, mau chóng nghĩ biện pháp cứu ra mới là vương đạo. Ừm, vừa che đậy khí tức toàn thân, đại trưởng lão liền đến trước mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lần nữa nhìn về phía cây cột. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão đi tới trước mặt. Không có gì, chỉ cảm thấy ngày hôm nay có chút kỳ quái, hình như bị người theo dõi. Đại trưởng lão lắc đầu, cau mày. Theo dõi, cái này sao có thể? Xem như trương gia trương vô ngân, muốn theo dõi người không bị phát hiện, cũng làm không được. Nhị trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng phải. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, vẫn có chút không yên lòng, khai báo một câu. Như vậy đi, người ra ngoài tra một chút, xem đêm nay có dị thường hay không, có động tính thì mau chóng báo cáo ta. Tu Vi đã tới loại thực lực như nàng, có cảm ứng, tuyệt sẽ không có lửa thì sao có khói. Chỉ sợ thực sự có người đang dám thị nhất cử nhất động của bọn họ. Tốt nhị trưởng lão biết lo lắng của nàng lúc này nhẹ gật đầu hai người đi ra ngoài trở lại địa phương phong ấn trước đó lấy ra lệnh bài nhẹ nhàng vạch một cái trong nháy mắt biến mất tại chỗ thấy hai người triệt để rời đi lúc này trương huyền mới thở phào nhẹ nhõm từ trong cây cột chui ra ngoài ngay sau đó liền thấy triệu nhã hai tay chống cằm nhìn về quyển sách trước mắt ngẩn người ánh mắt quyến luyến lẩm bẩm nói lão sư người biết không học sinh rất nhớ ngươi chương 2848, thải bổ chi thuật 1. Nhà đầu này, trương huyền lắc đầu, bay tới, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy quyển sách trước mặt triệu nhã, đúng là bí tịch mình chuyên môn viết cho nàng. Này là ở thiên huyền vương quốc, mới vừa bái sư không lâu, chuyên môn lưu lại công pháp tinh giản phù hợp thể chất nàng, đối với tu vi hiện tại mà nói, sớm đã không còn tác dụng. Cả quyển sách sạch sẽ gọn gàng, không có một chút nếp nhăn, bảo tồn cực kỳ để tâm. Lúc trước, thời điểm giao sách cho đối phương, yêu cầu đọc thuộc lòng liền hủy đi, không nghĩ tới còn bảo lưu. Hơn nửa năm không thấy, dáng người của nữ hài so với trước kia càng cao hơn, cũng càng có khí chất, thể chất thuần âm mở ra, dung mạo có biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng thêm mỹ lệ. Đơn thuần dung mạo, trong các nữ tử đã thấy, chỉ sợ cũng chỉ có lạc nhược khi có thể thắng được một bậc. Nữ lớn 18 biến, có biến hóa này, xem ra băng nguyên cung quả thực tận tâm tận lực với nàng, nếu không thể chất không có khả năng mở ra nhanh như vậy. Hai mắt lóe lên, nhìn sang trên người nữ hài, ngay sau đó không khỏi nhíu nhíu mày. Dù trên người đối phương không có gông xiềng, nhưng tu vi giống như bị lực lượng gì cầm giữ, thời khắc này nàng giống như người bình thường, không có một chút chân khí. "Lão sư, người có khỏe không?" Đang muốn cẩn thận quan sát xảy ra chuyện gì, liền nghe thanh âm của nữ hài vang lên lần nữa. "Ta rất khỏe. Chẳng muốn lại đi nhìn nhiều." trực tiếp trả lời. Ai? Nghe được thanh âm vang lên, triệu nhã giật nảy mình, vội vàng từ tại chỗ đứng lên, hai tay khoanh, che ở trước ngực. Còn có ai? Là ta? Hồn thể nhúc nhích, trương huyền chậm rãi hiển lộ thân hình. Phu hồn trải qua lôi đình rèn luyện, muốn để cho người ta phát hiện, cũng có thể hiển lộ ra, chỉ bất quá thể thích chừng 20 mét, như là cự nhân. Lão sư, thấy rõ dung mạo của hắn cùng khí tức trên người, hốc mắt của triệu nhã lập tức đỏ ửng ngày đêm nhớ mong, trong lòng có không biết bao nhiêu lời muốn nói, nhưng chân chính gặp mặt lại một câu không nói ra được. Ừm, nói cho ta một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải thiếu cung chủ ư, vì sao bị giam giữ? Biết không có thời gian ôn chuyện, Trương Huyền nhíu mày, mở miệng hỏi. Trước làm rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể nghĩ biện pháp cứu ra. Lão sư, lời của ta mới vừa rồi, ngươi, ngươi, đều nghe được không có trả lời vấn đề của hắn, triệu nhã hơi đỏ mặt, có vẻ hơi xấu hổ. Lời gì? Trương Huyền nhìn lại. Chính là, không có gì. Triệu nhã vội vàng xua tay, lặng lẽ nhìn lão sư một cái, phát hiện hắn đích xác không có để ở trong lòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đầu gối mềm nhún, quỳ dạp xuống đất. Ta biết để lão sư rơi vào nguy hiểm, là đệ tử bất hiếu, nhưng hiện tại ta không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể hy vọng lão sư ra tay, nếu như ta đã tới tự nhiên sẽ ra tay đến cùng xảy ra chuyện gì trương huyền nói có thể liều mạng chạy tới không tiếc đắc tội trương ra cùng thánh tử điện chính là muốn cứu người nhưng mà coi như muốn cứu cũng phải biết cụ thể xảy ra chuyện gì là như thế này ta trong lúc vô tình phát hiện một bí mật của băng nguyên cung triệu nhã khắn răng mẹ ta lại là băng nguyên cung cung chủ tiền nhiệm mẹ ngươi trương huyền sửng sốt chương 2849, thải bổ chi thuật 2. Tại sao lại kéo tới mẹ của đối phương? Triệu Nhã là con gái của Bạch Ngọc Thành Triệu Phong Thành Chủ, có quản gia gọi Diêu Hàn, những thế này hắn đều biết, nhưng mẫu thân đối phương, quả thực chưa từng nghe qua. Không nghĩ tới lại là băng nguyên cung cung chủ, đây chính là thế lực lớn siêu cấp có thể so với gia tộc nhất đẳng, ở đây làm cung chủ, sao có khả năng cùng thành chủ nho nhỏ ở thiên huyền vương quốc kết hôn, sinh ra con gái các đời cung chủ của băng nguyên cung đều cần thuần âm thể mà mẹ ta cũng là như vậy triệu nhã đứng dậy đối mặt ân sư cũng không có gì cần giấu giếm nói thẳng ra năm đó xuất hiện biến cố mẹ ta vì thoát ly băng nguyên cung phong ấn tu vi của mình chạy trốn tới cổ địa không có danh sư thiên huyền vương quốc về sau gặp cha ta hai người hợp nhau mới xe duyên kết tình chỉ bất quá sau khi sinh ra ta lực lượng lại không phong ấn được lực lượng tuần âm thể tiết lộ vì để tránh cho ta cùng cha bị tổn thương cam tâm tình nguyện bị bắt trở về mẹ của ngươi bị bắt trở về trương huyền nhíu mày đúng hiện tại nàng giống như ta bị giam giữ ở nơi nào đó của băng nguyên cung chỉ tiếc ta đến bây giờ không có tìm tới triệu nhã lắc đầu lộ ra không cam lòng thân là con cái tự nhiên không muốn để cho cha mẹ chịu tội nhưng biết rõ mẫu thân bị giam giữ lại ngay cả địa phương cũng không tìm tới trong lòng khó chịu có thể tưởng tượng được người chính là bởi vì biết cái này mới bị giam giữ trương huyền nghi ngờ coi như biết mẫu thân mình là băng nguyên cung cung chủ đời trước hơn nữa bị giam giữ cũng không đến mức bản thân cũng bị nhốt a dù sao băng nguyên cung đã mất đi một vị cung chủ thật vất vả lần nữa tìm đến một thuần âm thể lại không phạm sai lầm gì không đến mức hồ đồ như vậy tự hủy căn cơ chứ không phải là bởi vì ta đã biết bước cuối cùng kích hoạt thuần âm thể nắm đấm triệu nhã siết chặt sắc mặt tái xanh phương pháp gì trương huyền càng thêm kỳ quái thuần âm thể theo từng bước mở ra biết một bước cuối cùng hẳn là vui vẻ mới phải vì sao ngược lại đưa tới bị nhốt thuần âm thể tập hợp vẻ đẹp cực hạn của nữ tử trong thiên địa hòa vào một thân toàn bộ đại lục cũng không thấy nhiều đương đại chỉ sợ cũng chỉ có ta cùng mẫu thân loại thể chất này chỉ cần kích hoạt, tu vi sẽ bạo tăng, bất kể võ kỹ hay công pháp, đều có thể nhẹ nhóm học tập, không cần tốn nhiều sức. Triệu nhã chậm rãi nói, nhưng mà thiên địa có hàng số, không thể nào để cho một loại năng lực phát triển đến cực hạn, cũng chính là cô âm không sinh, cô dương không trường. Trương Huyền híp mắt lại, chính là nói giữa âm và dương, cũng không phải cô lập cùng bất động không đổi, mà là tồn tại đối lập, dựa vào nhau mà tồn tại, có quan hệ tăng giảm, chuyển hóa, âm cùng dương, dù tương phản, nhưng không thể thiếu đối phương. Nhớ tới nội dung trước đó nhìn thấy, thân thể mềm mại của triệu nhã run dày. Cho nên, một bước cuối cùng mở ra thuần âm thể, là âm dương giao hòa, lẫn nhau điều hòa. Âm dương giao hòa. Ừm, băng nguyên cung không chỉ có nữ đệ tử tu luyện âm thuộc tính, cũng có nam đệ tử tu luyện dương thuộc tính, muốn đột phá một bước cuối cùng, chính là thu thập dương khí trong cơ thể của bọn họ, xem bọn hắn như lô đỉnh. Triệu nhã cắn răng. Làm lô đỉnh, băng nguyên cùng vậy mà dùng loại bí thuật tàn nhẫn này. Thân thể trương huyền chấn động. Cái gọi là lô đỉnh, chỉ là cung cấp đồ vật thải bổ, một khi thải bổ xong xuôi, sẽ trực tiếp tử vong. Phương pháp tàn nhẫn như vậy, từ trước tới nay là danh sư đường cam thù đến tận xương tủy, năm đó vô hồn sư bị diệt, cũng là bởi vì đoạt xá, rèn luyện vô hồn kim nhân. Một bước cuối cùng của thuần âm thể lại là loại phương pháp này. Quá kinh khủng, đúng, ta trực tiếp cự tuyệt, cho nên mới bị giam giữ, đại trưởng lão ý định để cho ta đổi ý. Triệu Nhã nói, chương 2850, khốn thiên tỏa một Thì ra là thế, biết những thứ này, kết hợp với vừa rồi đại trưởng lão cùng Triệu Nhã đối thoại, Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra. Không nói trước loại thải bổ chi thuật này, sẽ làm bị thương vô số người vô tội, chỉ nói phương pháp thải bổ, cũng làm người ta không thể nào tiếp thu được. Triệu Nhã có thuần âm thể, băng thanh ngọc khiết, có bản thân kiêu ngạo, tự nhiên càng không nguyện ý làm như vậy. Lúc trước mẹ ta cũng không nguyện ý, mới phong bế tu vi, thoát ly Băng Nguyên Cung. Triệu Nhã nói tiếp, Trương Huyền gật đầu. Băng Nguyên Cung thân là một trong mấy thế lực đỉnh phong nhất đại lục, tu luyện công pháp trong đó, càng là thuần âm thể, chỉ cần phóng thích lực lượng, tự nhiên có thể phát giác, chạy trốn tới bất kỳ địa phương nào cũng có thể bị tìm ra, trừ khi phong bế tu vi giống như lạc nhược hy lúc trước, từ lạc ra chạy trốn, phòng bế tu vi, mới không có bị tìm ra. Về sau ở khư mô cung vì cứu mình, ra tay phong ấn thiên diệp vương, mới đưa tới chú ý, không thể không cáo từ. Sau đó ở thanh nguyên đế quốc gặp lạc thừa tân. Loại phương pháp này quả thực nghe giận cả người, yên tâm đi, nếu như ngươi không muốn, còn không người có thể làm khó. Hiện tại lão sư sẽ cứu ngươi rời đi. Khoát tay áo, trong giọng nói Trương Huyền mang theo khí phách không thể nghi ngờ. Băng Nguyên cùng lại như thế nào? Học sinh của Trương Huyền ta, không nguyện ý học tập phương pháp của các ngươi, ai cũng không cách nào ngăn cản. Thiên vương lão tử cũng không được. Lão sư, cảm nhận được yêu chiều trong giọng nói của lão sư đối với nàng, hốc mắt triệu nhã đỏ ửng. Lão sư ở cách nơi này không dưới mấy trăm vạn cây số, nhận được nàng đưa tin, chưa tới một canh giờ liền xuất hiện ở trước mặt chỉ là phần tình nghĩa này, liền vượt qua thiên ngôn vạn ngữ. Rời không gian gấp này trước lại nói. Bàn tay chào một cái, Trương Huyền muốn nắm triệu nhã lên, đột nhiên thân thể trầm xuống, phù hồn suýt chút nữa từ không trung rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Hiện tại triệu nhã không có bất kỳ tu vi gì, dựa theo đạo lý, một ngón tay của hắn cũng có thể nhấc lên, mang theo rời đi, vì sao còn nặng hơn núi lớn, để hắn suýt chút nữa không có chịu đựng được, trực tiếp sụp đổ lão sư, ta bị khốn thiên tỏa khóa lại chân tức trong cơ thể. Vẻ mặt triệu nhã trắng bệch, hô hấp dồn dập, hình như tiếp nhận một loại đau khổ kịch liệt nào đó, thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Khốn thiên tỏa, khóa lại chân tức, con người co rụt lại, cả người trương huyền suýt chút nữa nổ tung. Người ý tứ, vị đại trưởng lão kia hòa khốn thiên tỏa vào thân thể, khóa lại kinh mạch của ngươi. Trước đó nghe bạch trưởng lão nói qua, đối phương có thể dùng khốn thiên tỏa, nhưng tận mắt thấy trên người nàng không có cái gì liền yên lòng, vốn cho rằng đối phương sẽ nhớ tới tình nghĩa, không tàn nhẫn như vậy, nằm mơ cũng không ngờ tới, ngày càng táo tợn. Hòa cái kia vào thân thể. Khốn thiên tỏa là một loại hình cụ ngay cả cường giả thánh vực cửu trọng cũng sợ hãi, bình thường trói lại tứ chi, cũng để người khó mà chống lại, hòa tan vào thân thể khóa lại kinh mạch, tương đương với khóa lại chân tức trong cơ thể nàng, hơi không cẩn thận, liền có thể hủy hết tu vi, biến thành phế nhân. Đúng, triệu nhã ngã trên mặt đất hơi thở mong manh đau đớn kịch liệt tựa như lúc nào cũng sẽ không chịu nổi để nàng hôn mê tại chỗ đáng ghét hiện tại ta liền giúp ngươi giải quyết vẻ mặt trương huyền khó coi vội vàng tiến lên muốn chạm đến đối phương dùng thư viện dò xét khốn thiên tỏa thiếu hụt lúc này mới ý thức được hình thái hiện tại chỉ là vu hồn vu hồn có thể dùng ánh mắt nhìn sách thu vào thư viện bởi vì vô hình không cách nào chạm đến cho nên không cách nào dẫn phát thiếu hụt hình thành thư tịch. Trừ khi triệu nhã đứng lên đánh quyền. Nhưng tình huống hiện nay của nàng, khẳng định làm không được. Trong lòng tràn đầy tức giận, Trương Huyền biết bây giờ không phải là lúc nổi giận, bàn tay vội vàng buông đối phương ra, đồng thời dặn dò. chương 2851, Khốn Thiên Tỏa 2 Không cần vận chuyển nội tức, bất kỳ lực lượng gì cũng đừng vận dụng. Triệu nhã hiểu được, không vận dụng lực lượng nữa, qua chọn 5 phút đồng hồ, lúc này mới chậm lại dưới đau đớn kịch liệt quần áo trên người bị ướt đẫm mồ hôi ta không sao giấy ruột đứng dậy triệu nhã tràn đầy suy yếu khốn thiên tỏa hòa tan vào thân thể khóa lại kinh mạch không chỉ ngươi không thể vận dụng lực lượng ngoại giới cũng không thể có lực lượng tới gần nếu không sẽ lập tức đụng chạm hình phạt để người tiếp nhận thống khổ hư trương huyền híp mắt lại vị đại trưởng lão này quả thực ngoan độc có lực lượng không thể vận dụng cũng không thể để người cứu. Người này vừa ra tay, chính là một tử cục, xem như hắn cũng khó mà phá giải. Người đánh một quyền cho ta xem một chút. Biết việc cấp bách là giải quyết thứ này, Trương Huyền nói. Vâng, triệu nhã cắn răng, Ngọc Quyền siết chặt, nhẹ nhàng đánh một cái. Tuy không vận dụng lực lượng, vẫn để trên đầu nàng ứa ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt trắng bệch. Ông, trong đầu Trương Huyền xuất hiện một quyển sách, vội vàng mở ra triệu nhã, băng nguyên cung thiếu cung chủ, thiếu hụt, một, thuần âm thể mở ra thất trọng. Hai, bị khốn thiên tỏa khóa lại kinh mạch, không cách nào vận dụng lực lượng. Ba, rất mau xem xong nội dung, khuôn mặt trở nên càng thêm âm trầm. Trong thư tịch nói tới khốn thiên tỏa, nhưng chỉ nói rõ tình huống hiện tại của triệu nhã, căn bản không có nói thiếu hụt của khốn thiên tỏa. Nói cách khác, làm cho đối phương đánh quyền, chỉ có thể nhìn thấy nàng thời khắc này thiếu hụt, cùng mấu chốt trên việc tu luyện, Cùng Khốn Thiên Tỏa không có quan hệ gì, dựa vào cái này căn bản không giải quyết được. Trừ khi có thể tìm ra vị trí cụ thể của Khốn Thiên Tỏa, nghĩ biện pháp tiếp xúc, hoặc là để đại trưởng lão tự mình lấy ra, nếu không không có bất kỳ biện pháp nào. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng vận chuyển, vẻ mặt Trương Huyền càng ngày càng trầm. Chiêu này của đối phương, tương đương với gài bom ở trong cơ thể Triệu Nhã, chỉ có một mình nàng có thể giải quyết, đổi lại những người khác chỉ cần đụng chạm liền sẽ bùng nổ. Lão sư, triệu nhã nhìn qua. Yên tâm, lão sư nói có thể cứu người ra ngoài, thì nhất định có thể, theo ta đi. Lại không xoắn suýt những thứ này, phù hồn của trương huyền đi thẳng về phía trước, triệu nhã theo sát. Chỉ cần không sử dụng lực lượng, liền sẽ không dẫn động khốn thiên tỏa trừng phạt, mặc dù hiện tại triệu nhã không có tu vi, nhưng bản thân đi lại vẫn không có vấn đề. Rất nhanh đi ra khỏi phòng, tới vị trí trước đó đám người đại trưởng lão rời đi, ngón tay điểm một chút, không gian bốn phía xuất hiện lắc lư, trong đầu nhiều ra một quyển sách. Ở bên ngoài tìm được không gian thiết điểm rất khó, nhưng muốn rời khỏi hết sức dễ dàng. Nhìn thư tịch một lần, rất nhanh tìm đến một chỗ thiếu sót, lực lượng vô hồn vận chuyển, bỗng nhiên điểm ra. Tạch tạch, không gian vững chắc lập tức xuất hiện vết rách, càng lúc càng lớn, ngay sau đó xuất hiện một khe nứt. Vết nứt chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, động tác phải nhanh. Trương Huyền bàn giao một câu vội vàng phóng ra ngoài, triệu nhã vội vàng đuổi theo. Hai người vừa đi ra, quả nhiên thấy vết sách chậm rãi hội tụ, gian phòng trước đó giống như biến mất, không có một chút dấu vết. Đi chỗ bạch trưởng lão. Ra ngoài thanh phạm điện, Trương Huyền nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện đám người đại trưởng lão, nhịn không được thở phào nhẹ nhóm, truyền âm qua. Trương 2852, đi tìm đại trưởng lão một xem ra vị đại trưởng lão kia đối với phòng ngự của mình cực kỳ có lòng tin không hề lo lắng triệu nhã có thể chạy trốn bởi vậy bên ngoài thanh phạm điện không có bố trí quá nhiều người số ít đệ tử ở dưới thần thức của trương huyền bao phủ không cách nào ẩn núp dấu vết rất dễ dàng trước thời hạn tránh né không có lãng phí quá nhiều thời gian liền lần nữa trở lại tiểu viện của bạch trưởng lão thân thể lão xưa ở đây đi vào tiểu viện triệu nhã nhìn quanh hai bên ngay sau đó nhìn thấy cửa phòng kẹt kẹt một tiếng đi ra một trung niên nhân ra mặt khô héo sư tổ triệu nhã giật nảy mình vội vàng quỳ gối không phải người khác chính là lão sư của lão sư sư tổ của mình dương huyền dương sư ừm dương sư nhẹ gật đầu sư tổ sao ngươi lại đến nơi đây lão sư đâu triệu nhã nghi ngờ rõ ràng nhìn thấy vu hồn của lão sư đi vào phòng sao lại là sư tổ đi ra nghe được đưa tin lão sư ngươi cầu ta bộ xương già này của ta tự nhiên phải tự thân xuất mã dương sư khoát tay áo yên tâm đi lão sư ngươi ở trong không gian gấp của ta không có việc gì thực lực của hắn còn thấp không đủ để ứng đối cục diện trước mắt đa tạ sư tổ thấy hắn tự mình ra tay lão sư cũng an toàn triệu nhã thở phào nhẹ nhõm hiện tại sợ nhất là lão sư vì cứu nàng xảy ra vấn đề sư tổ xuất hiện lấy thực lực của hắn sẽ không có vấn đề gì Trở thành băng nguyên cung thiếu cung chủ, thân phận sư tổ đến cùng là ai, cũng đã rõ ràng, thái thượng trưởng lão danh sư Đường, siêu cấp cường giả đỉnh phong nhất, coi như đại trưởng lão tự mình tới, sợ là cũng phải cam bái hạ phong. "Sự tình của ngươi, Trương Huyền đã nói với ta, theo ta tới, để cho ta nhìn một chút khốn thiên tỏa trên người ngươi." Bàn tay lớn vẫy một cái, Dương Sư nói. "Vâng." Triệu Nhã nhẹ gật đầu, theo sau lưng đi vào phòng. Hai bên ngồi xuống, ngón tay của dương sư đáp lên trên cổ tay của triệu nhã lông mày càng nhăn càng chặt vị dương sư này dĩ nhiên là trương huyền sở dĩ không cho thấy thân phận là sợ cô bé trước mắt quan tâm sẽ bị loạn triệu nhã hiểu rõ tình huống của hắn đã sớm biết vị sư tổ này tồn tại một khi rõ ràng sư tổ là lão sư tâm tính nhất định sẽ phát sinh biến hóa rất dễ dàng xuất hiện biến cố không cần thiết bị người phát hiện chân tướng coi như về sau muốn giải thích với đối phương cũng phải thoát ra băng nguyên cung lại nói, nếu không, hơi không cẩn thận, liền có khả năng dẫn đến cả bàn đều thua. Dù sao hiện tại hắn ngụy trang thân phận là Dương Huyền, không thể đi sai một bước. Bắt mạch dò xét, cần triệu nhã hôn mê mới có thể điều tra rõ ràng, hơn nữa nhìn bộ dáng, coi như tra rõ ràng, cũng chỉ giống như vừa rồi, muốn tìm được khốn thiên tỏa thiếu hụt, gần như không có khả năng, trừ khi lột ra của đối phương, tìm ra thứ này. Khốn thiên tỏa trong cơ thể ngươi, là làm sao đi vào thân thể trương huyền buông tay xuống nhìn qua khốn thiên tỏa của băng nguyên cung không tương đồng với luyện khí mà là dùng một loại băng tầm thiên địa sinh ra luyện chế thành ta bị nhốt lại sau băng tầm cắn nát ngón tay của ta chui vào sau đó liền biến thành như vậy triệu nhã nhớ lại một chút nói lúc ấy nàng bị nhốt lực lượng toàn thân bị phong ấn không cách nào phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn băng tầm đi vào trong cơ thể băng tầm Trương Huyền nhíu mày, suy tư một hồi, không rõ ràng cho lắm, không thể làm gì khác hơn là nói. "Như vậy đi, ta dùng một đạo chân khí ở trong cơ thể ngươi chạy một vòng nhìn xem, nếu như có thể phát hiện, diệt trừ nó không còn gì tốt hơn." Băng tầm thành khốn thiên tỏa, nghe cũng không có nghe qua, trước đó Vu Hồn không có thiên đạo chân khí, không cách nào dò xét, bây giờ trở về thân thể, trước nhìn kỹ một chút mới quyết định. Chương 2853, đi tìm đại trưởng lão Hai vâng biết sư tổ sẽ không hại nàng triệu nhã vươn cổ tay ra ngón tay trương huyền búng một cái một đạo chân khí lập tức dọc theo kinh mạch của nàng chui vào ừm cảm nhận được chân khí đi vào trong cơ thể triệu nhã nhịn không được sướng sờ cỗ chân khí này nàng hết sức quen thuộc giống lão sư nhau như đúc chỉ bất quá càng thêm tinh thuần ôn nhuận khí tức cũng càng thêm nồng đậm lão sư cùng sư tổ nhất mạch tương truyền chân khí tương tự cũng không có gì Triệu Nhã nghi ngờ không lâu, ngay sau đó giật mình. Lão sư truyền thừa ở sư tổ, cả hai thể chất tương đương, tu luyện công pháp tương đồng, thuộc tính chân khí tương tự cũng không tính là gì. Rất nhanh, chân khí du tẩu một vòng ở trong cơ thể nàng, khuôn mặt của Trương Huyền càng thêm ngưng trọng. Đối phương dùng băng tầm luyện chế ra khốn thiên tỏa, sau khi đi vào trong cơ thể, kinh mạch toàn thân Triệu Nhã, thậm chí đan điền cũng đông thành băng, chỉ cần vận chuyển chân khí, liền có nguy hiểm xé rách thậm chí còn có lo lắng sinh mệnh mặc dù thiên đạo chân khí của hắn chỉ có tiến vào một tia hơn nữa cực kỳ yếu ớt cũng suýt chút nữa dẫn phát dị động thật muốn cưỡng ép động thủ chỉ sợ vấn đề còn chưa giải quyết người đã chơi xong thật nham hiểm trương huyền nhíu mày vẻ mặt biến thành màu đen đường đường người phụ trách một phương thế lực lớn thế mà dùng ra loại thủ đoạn này với đệ tử quả thực tội không thể tha đại trưởng lão có nói qua Thứ này giải quyết như thế nào không? Trương Huyền áp chế phẫn nộ trong lòng, lần nữa nhìn lại. Căn cứ kiến thức của hắn hiện tại, thứ này không có bất kỳ biện pháp nào, xem như thiên đạo chân khí cũng bó tay toàn tập. Nếu như băng tầm còn sống, có thể trực tiếp hạ độc chết, nhưng cùng kinh mạch xung hợp, hơn nữa đông cứng, một chút phương pháp cũng không có. Nàng chưa nói qua, chỉ nói là, chỉ cần ta bằng lòng kích hoạt tầng thể chất cuối cùng, sẽ giúp ta giải quyết. Triệu Nhã lắc đầu, xem ra chỉ có thể tìm nàng hỏi thăm. Lại nghĩ một hồi, thực sự nghĩ không ra đến cùng giải quyết như thế nào, Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Thứ này lợi hại như thế, giữ lại ở trong người thời gian càng dài, thân thể tổn hại sẽ càng lớn, nhất định phải nhanh loại bỏ. Mà tình huống bây giờ, duy nhất có thể giải quyết, chỉ có vị đại trưởng lão kia. Nghĩ không ra những biện pháp khác mà nói, chỉ có thể tìm nàng hỏi thăm, để nàng chính miệng nói ra. Chỉ bất qua đối phương đã trải qua sự tình mẫu thân triệu nhã, khẳng định sớm đã tim rắn như thép, muốn để nàng chủ động nói ra phương pháp giải quyết, bỏ qua triệu nhã, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ta đi hỏi thăm, nàng chắc chắn sẽ không nói, thậm chí làm không cẩn thận còn có thể ra tay đánh nhau, nhưng Dương Huyền đến hỏi liền chưa hẳn. Trương Huyền híp mắt lại. Thân phận của hắn bây giờ là tổng bộ danh sư đường Dương Huyền, lấy loại thân phận này đi hỏi thăm, xem như đối phương là băng nguyên cung đại trưởng lão, khẳng định cũng phải cho mặt mũi, so với Trương Huyền thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Triệu Nhã, người vào trong không gian gấp đợi một hồi, ta đi gặp đại trưởng lão của băng nguyên cung các ngươi. Trương Huyền đứng dậy, hất lên ống tay áo, thản nhiên nói. Đã tới cứu người, tự nhiên phải giải quyết tai họa ngầm trên người nàng mới có thể đi, những biện pháp khác không nghĩ ra được, cũng chỉ có thể liều mạng thử một chút. Có lẽ ngụy Trang giống như đúc, có thể lừa dối qua ải, từ trong miệng đối phương biết được phương pháp giải quyết. Đương nhiên, nếu như bị phát hiện, không ngại huyên náo long trời lở đất. chương 2854, Tổng bộ danh sư đường khúc trưởng Lão một Đại điện nghị sự của băng Nguyên Cung, đại trưởng Lão ngồi ở chủ vị, nhìn một cái ngọc bài trong lòng bàn tay, bên cạnh một Lão giả ngồi ngay ngắn, thần thái yên tĩnh. Hô! Để ngọc bài xuống, đại trưởng Lão nhìn lại, thấy nàng xem xong, Lão giả nói. Ngươi hẳn là rõ ràng. Rõ ràng. Vẻ mặt của đại trưởng lão nghiêm túc gật đầu. Rõ ràng liền tốt, ta đặc biệt tới một chuyến, chính là muốn cẩn thận dặn dò, lần này ngàn vạn lần không thể lại sai lầm. Việc quan hệ nhân tộc, không thể có qua loa, nếu không, không chỉ băng nguyên cung các người không chịu đựng nổi, cũng không có người có thể chịu được. Lão giả đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, mang theo tình cảm trách trời thương dân. Thị phi thành bại ở một lần này, ta không hy vọng thời khắc sống còn, hủy ở trên người các ngươi. Yên tâm đi, ta nhốt nàng ở thanh phạm miệt hơn nữa trong người lưu lại khốn thiên tỏa, không có gì bất ngờ xảy ra, trong ba ngày, nhất định khuất phục, chỉ cần nàng kích hoạt thể chất, sẽ không chậm trễ. Đại trưởng lão cũng đứng dậy ôm quyền. Vậy là tốt rồi. Lão giả lên tiếng, quay người lại. Vậy ta đi về trước, chờ tin tức tốt của ngươi. Mới vừa đi hai bước, liền nghe phía ngoài, một thanh âm nhàn nhạt truyền tới, thanh âm không lớn, lại chui thẳng màng nhĩ, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Danh sư Dương Huyền, cầu kiến băng nguyên cung đại trưởng lão. Dương Huyền, con người của đại trưởng lão co rụt lại. Lão giả cách đó không xa, nghe được thanh âm này, cũng dừng bước, có chút kinh ngạc, tựa hồ khó tin. Sao thái thượng trưởng lão ở đây? Khúc trưởng lão, cái này. Đại trưởng lão vội vàng nhìn về phía lão giả trước mắt, tràn đầy nghi ngờ thái thượng trưởng lão từ trước tới nay thần long thấy đầu không thấy đuôi xem như hội trưởng cũng không biết hành tung tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây ta cũng không rõ lắm nhanh để hắn đi vào khúc trưởng lão gật đầu tốt biết người kia tự mình tới đại trưởng lão không dám thất lễ vội vàng đi tới trước cửa đại điện băng nguyên cùng đại trưởng lão u nhược tâm cùng nghênh dương sư hô vừa dứt lời một bóng người chậm rãi từ không trung rơi xuống, động tác phi hành của hắn không nhanh, nhưng trận pháp phòng ngự ở bốn phía đều bị tránh thoát hoàn mỹ, thật giống như đôi mắt có thể nhìn thấy tất cả khí thức nguy hiểm, trước thời hạn dự phán. U nhược tâm vội vàng cúi đầu. Thân là người chủ trì băng nguyên cung, biết chung quanh đại điện này bố trí đại trận lợi hại đến mức nào, trận pháp cường đại như thế, ở trước mặt đối phương tựa như trò đùa, có thể tùy ý đi vào, ngay cả cảnh giới cũng nhìn không được, thực lực mạnh mẽ, có thể xưng khủng bố. Bóng người rơi trên mặt đất. Lúc này đại trưởng lão U Nhược Tâm mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn kỹ người trước mắt, sắc mặt vàng như nến, thoạt nhìn chẳng qua chừng 30 tuổi, hai mắt thâm thúy, nhìn không ra sâu cạn, chỉ từ khí tức tỏa ra, thì nhìn không ra thực lực, thậm chí coi như thần thức giò xét cũng rỗng tuếch, không biết rốt cuộc mạnh cỡ nào. Người không phải dương sư, người đến cùng là ai? Lông mày U Nhược Tâm dương lên, hít mắt lại. Dương sư Dương Huyền, mặc dù nàng không có thấy tận mắt, nhưng cũng nghe nói qua tin đồn, dung mạo khoảng chừng 50 tuổi, dâu trắng tinh, người trước mắt này, hoàn toàn khác biệt, căn bản chính là hai người. chương 2855, Tổng bộ danh sư đường khúc trưởng Lão Khai. Thế nào, Lão Phu Du Hí Đại Lục, hóa thân vô số, chẳng lẽ mỗi một thân phận đều cần báo cáo cho ngươi? Dương sư sầm mặt lại, một cỗ mạnh mẽ khí tức, phát ra, Tựa hồ muốn toàn bộ đại điện đều đè sập. Tại hạ không dám, u nhược tâm không dám phản bác. Trong nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía Khúc trưởng lão ở trong đại điện, lại thấy hắn đi ra. Thái thượng trưởng lão dạo chơi nhân gian, nhưng lấy thân phận danh sư thăm hỏi, tất nhiên sẽ dùng khuôn mặt thật gặp người, người không phải dương sư, đến cùng là ai? Giả mạo danh sư đỉnh phong của danh sư đường, có biết tội hay không? Khúc trưởng lão nhìn qua, U Nhược Tâm chưa thấy qua tổng bộ danh sư đường Dương Huyền, nhưng mà hắn gặp qua. Vị trước mắt này, mặc kệ dung mạo hay khí thức trên người, đều hoàn toàn khác biệt, làm sao lại là Dương Sư. Nếu là thật, đôi mắt của hắn nên vứt đi. Ừm, thấy rõ người nói chuyện, trong lòng Dương Sư lột bột một chút. Vị trước mắt này, người mặc danh sư trường bào, huy trường trước ngực có ngôi sao lóng lánh, mang theo hai chữ tổng bộ, vừa nhìn liền biết từ tổng bộ danh sư đường tới băng nguyên cung làm sao lại toát ra danh sư cửu tinh từ tổng bộ danh sư đường. Vị dương sư này, tự nhiên vẫn là Trương Huyền, sau khi thu triệu nhã vào không gian gấp, hỏi rõ ràng vị trí, liền không che giấu dấu vết bay thẳng tới. Vốn cho rằng bằng vào thiên đạo chân khí thần kỳ, cùng nhiều lần ngụy trang, có thể ngay từ đầu liền chấn trụ đối phương, để đối phương tin tưởng mình là Dương Huyền, nằm mơ cũng không nghĩ đến, trực tiếp gặp một danh sư từ tổng bộ danh sư đường. Cái này gọi chuyện gì? thật đúng là xuất sư bất lợi. Người của tổng bộ danh sư đường, nhất định gặp qua Dương Huyền chân chính, vừa mới ngụy trang liền bị nhìn thấu. Còn làm sao giả bộ? Trong lòng tràn đầy căng thẳng, trên mặt lại không biểu hiện ra, ngón tay của Trương Huyền bỗng nhiên bắn ra, một đạo kiếm khí lập tức bắn tới khúc trưởng lão. Đạo kiếm khí này, mang theo tốc độ áo nghĩa, tựa như không nhận thời gian hạn chế, từ khi xuất hiện ở đầu ngón tay, liền đến trước mặt, thẳng tắp đâm về mi tâm đối phương. Ừ. không nghĩ tới bị vạch trần thân phận đối phương liền trực tiếp ra tay khúc trưởng lão sầm mặt lại cong ngón búng ra một mảng ánh sáng xuất hiện ở bên ngoài thân hô vốn cho rằng kiếm mang của đối phương sẽ đâm vào ai biết mới vừa cùng mảng ánh sáng đụng một cái lập tức biến mất không thấy hình bóng như chưa hề xuất hiện qua đạo kiếm mang này thế mà không có chút lực công kích nào là cố ý thăm dò tốc độ nhanh chóng xem như hắn cũng không có nhìn ra khúc trưởng lão hít mắt lại, đang muốn quát tháo, chỉ thấy Dương Huyền đối diện nhíu mày, lạnh lùng nhìn lại, truyền âm vang lên ở bên tai. Khúc bất bình, trong cơ thể ngươi tu luyện giang lưu quyết hình thành kinh mạch vặn vẹo đã chữa khỏi toàn bộ, hay ngươi cùng bạch vũ hoàng đối chiến, lưu lại ám thương tiêu trừ. Lá gan nào để ngươi nghi ngờ lão phu? A hát, lời vừa định nói bị nuốt vào trong cổ họng, khúc trưởng lão sửng sốt. Giang lưu quyết, là công pháp hắn sáng tạo ra, chân khí như giang hà cuộn trào mãnh liệt, uy lực vô tận, chỉ bất quá có thiếu hụt đặc thù, lực lượng bạo phát thời gian dài, sẽ để cho kinh mạch không chịu nổi, sinh ra vạn vẹo. Thật giống như đường sông, nước sông lớn, mỗi lần đều điên cuồng cọ rửa, bờ sông, đây nhất định sẽ biến hình, không còn tương đồng như lúc trước xây dựng. Danh sư đạt tới cửu tinh, về tu vi cùng thân thể, mỗi một điểm mấu chốt đều là cơ mật lớn nhất, không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không nhất định ảnh hưởng đến an nguy của toàn bộ nhân tộc vị trước mắt này nói ra tình huống của hắn, thậm chí ngay cả năm đó cùng dị linh tộc Bạch Vũ Hoàng chiến đấu lưu lại ám thương cũng biết. Chẳng lẽ, thật sự là Dương Sư, nhưng dung mạo, khí chất, hoàn toàn khác biệt A Hát. Đang nghi ngờ, liền nghe thanh âm kia lần nữa truyền tới. Lão Phu gần đây tu luyện có chỗ đột phá, thoát thai hoán cốt, dung mạo và khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, người không nhận ra cũng không trách ngươi. Trường 2856, người ta mang đi một lại có đột phá khúc trưởng lão sững sờ ngay sau đó con mắt trợn tròn tràn đầy khó có thể tin từ khi khổng sư cùng rất nhiều đệ tử của hắn biến mất trên đại lục như ít đi một thứ gì đó vài vạn năm tới nay có thể đột phá đến loại cảnh giới đó hầu như không có nguyên nhân chính là như vậy thái thượng trưởng lão mới dạo chơi thiên hạ tìm kiếm cơ duyên khắp nơi nhìn xem có thể đột phá hay không chẳng lẽ thật thành công nếu thật sẽ là chuyện may mắn của danh sư đường, chuyện may mắn của nhân tộc. Loại danh sư thực lực này đối với tu vi, tầm nhìn cùng nhận thức nhất định càng cao minh hơn, tùy tiện chỉ điểm sẽ để vô số người được lợi, thậm chí thực lực toàn bộ nhân tộc sẽ vì gia tăng thật lớn. Chỉ là coi như thật đạt tới loại cảnh giới đó, cũng không nên thoát thai hoán cốt, trở nên ngay cả hắn cũng không nhận ra được a. À. Không sai, trước kia lão phu cũng không cách nào giải quyết kinh mạch vặn vẹo, ám thương trong cơ thể ngươi hiện tại đã không coi vào đâu. Thấy hắn trần trừ, Trương Huyền nói tiếp. Hiện nay đối phương tin hay không không trọng yếu, trọng yếu là trước hù dọa đối phương, để hắn không dám phản bác, chỉ cần hỏi rõ ràng vị đại trưởng lão này phương pháp giải quyết khốn thiên tòa, giải quyết xong, liền có thể trực tiếp trốn. Đến lúc đó coi như phát hiện lại như thế nào, chỉ cần biến trở về dung mạo, coi như đối phương muốn tìm, cũng thẩm tra không ra. Không tính là gì, thân thể khúc trưởng lão căng thẳng ý của ngươi là, đã có thể giúp ta giải quyết vấn đề trong cơ thể. Không sai, Giang lưu quyết, chân khí chảy ở trong kinh mạch, và đập kịch liệt, sẽ để cho nó xuất hiện vặn vẹo, làm bị thương căn cơ, như dòng sông cọ rửa con đê, đất bị cuốn đi, dược vật bình thường quả thực khó mà trị liệu, nhưng nếu có chân khí càng tinh thuần chảy qua trong đó, không ngừng tẩm bổ, tu bổ thiếu sót, kinh mạch tất nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Trương Huyền thản nhiên nói, đổi lại thiếu hụt khác, Hắn bị hạn chế tu vi cùng kiến thức, không cách nào giải quyết, nhưng mà kinh mạch đối với hắn mà nói quá đơn giản. Thiên đạo chân khí có thể chữa trị tất cả tổn thương trên kinh mạch, trợ giúp tế bào trong cơ thể khôi phục như lúc ban đầu, vạn vẹo mà thôi, chỉ cần cho đầy đủ chân khí, khôi phục không khó lắm. Điểm ấy ta cũng biết, nhưng chân khí càng tinh thuần, tìm kiếm nơi nào? Còn tưởng rằng biện pháp gì, nghe được cái này, Khúc trưởng lão lắc đầu, tràn đầy bất đắc dĩ thương thế của hắn, đi tìm không ít khi sư cửu tinh chuyên môn nhìn qua, cũng có người đưa ra loại phương pháp này, chỉ là hắn đến danh sư cửu tinh, độ tinh thuần của chân khí, đã được cho thiên hạ hiếm thấy, lại đi nơi nào mới có thể tìm được chân khí còn tinh thuần hơn hắn. Người thử xem cái này, chỉ đợi câu nói này của hắn, ngón tay trương huyền búng một cái, một đạo chân khí thẳng tắp bay đi. Khúc trưởng lão tràn đầy nghi ngờ, ngón tay giơ lên, chân khí hội tụ ở đầu ngón tay, nhìn kỹ, con người nhịn không được co rụt lại. Đạo chân khí này cực kỳ thấp kém, hẳn là cường giả nhập hư cảnh lưu lại, nhưng tinh thuần đến cực điểm, cho người ta một loại cảm giác hưng phấn, như hòa vào tế bào, có thể tùy tiện để hắn loại bỏ tổn thương, khôi phục như lúc ban đầu. Có thể đoán được, nếu như trong cơ thể hắn có loại chân khí này tầm bổ, kinh mạch vạn vẹo tất nhiên sẽ giống như trước, thực lực cũng sẽ đạt được tiến bộ cực lớn. Đạo chân khí này, từ đâu tới? khúc trưởng lão nhịn không được nhìn lại. Là ta ngưng luyện ra, chẳng qua hiện tại chỉ nghiên cứu đến nhập hư cảnh, kèm theo thời gian tăng thêm, cấp bậc tất nhiên sẽ càng ngày càng cao, ở đây còn có mấy đạo, ngươi có thể thử xem hiệu quả. Trương Huyền nói xong, lần nữa bắn ra mấy đạo. Cảm ơn. Khúc trưởng lão tiện tay nhận lấy, thần thức lan tràn vào, phát hiện chân khí ở đầu ngón tay tinh thuần đến cực điểm, không có chút cặn bã nào, lúc này mới hít sâu một hơi, đầu ngón tay khẽ động, mặc cho linh khí chui vào. Xì 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 xì, những linh khí này vừa tiến vào trong cơ thể, lập tức cùng kinh mạch vạn vẹo dung hợp, trước đó kinh mạch khô quắt, nhất thời giống như bọt biển hút nước, trong nháy mắt phồng lên, từ trước đó vạn vẹo trở nên thông suốt, không còn chắc trở. chương 2857, người ta mang đi khai. Cái này, thân thể khúc trưởng lão rung động. Nếu như nói trước đó chỉ là suy đoán, cảm thấy thứ này hữu dụng, hiện tại đã thử qua, Đối với hắn quả thực có chỗ tốt, hơn nữa thật có thể chữa trị tổn thương trong cơ thể. Kinh mạch vặn vẹo, mặc dù đối với thực lực ảnh hưởng không tính quá lớn, nhưng lâu dài cũng sẽ trở thành tai họa ngầm, để thực lực dần dần hạ thấp, một khi có thể giải quyết, thân thể sẽ một mực duy trì ở thời đỉnh cao, về sau có cơ hội, lần nữa đột phá cũng chưa biết chừng. Nắm đấm siết chặt, lần nữa nhìn về phía đối phương, tràn đầy chấn kinh. Mặc dù ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ cảm thấy đối phương không phải dương sư, nhưng có thể làm được điểm ấy, tùy tiện nhìn ra tai họa ngầm trên người hắn, hơn nữa giải quyết, nhất định cũng là nhân vật siêu cấp của đại lục. So với hắn, chỉ mạnh không yếu. Khúc trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thấy đối phương thu chân khí vào trong cơ thể, Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Vừa rồi tất cả trò chuyện đều là truyền âm, nói xong lời này, quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão U Nhược Tâm hôm nay lão phu tới đây thăm hỏi là vì đồ tôn của ta mong đại trưởng lão bỏ qua một con ngựa đồ tôn dương sư có gì dặn dò cứ nói là được thấy khúc trưởng lão cùng đối phương truyền âm sau đó không còn động tác kế tiếp trong lòng u nhược tâm thoáng có chút căng thẳng dương sư nàng chưa thấy qua nhưng khúc trưởng lão là trưởng lão tổng bộ danh sư đường tu vi sâu không lường được sau khi truyền âm trò chuyện không nói thêm lời chỉ sợ đã liên lụy đến một ít cơ mật của danh sư đường không phải nàng có thể biết được. Nói cách khác, vị Dương Huyền trước mắt này 89 phần 10 là thật. Thái thượng trưởng lão của tổng bộ danh sư đường, coi như nàng có 10 lá gan, cũng tuyệt không dám đắc tội. Đồ tôn của ta là Triệu Nhã, từng là băng nguyên cung thiếu cung chủ của các ngươi, ngày hôm nay ta được truyền tin, nói các ngươi giam giữ nàng, hơn nữa sử dụng khốn thiên tỏa, khóa lại kinh mạch, cho nên tự mình tới, muốn cầu tình thay nàng, hy vọng đại trưởng lão có thể mở ra gông xiềng, trả nàng tự do thấy khúc trưởng lão không nhiều nói, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, thanh âm bình thản không gợn sóng, lại mang theo cảm giác áp bách không thể nghi ngờ. Triệu Nhã, là, là đồ tôn của Dương Sư. U nhược tâm dọa đến suýt chút nữa nhảy lên. Triệu Nhã không phải học sinh của tán tu Trương Huyền sao? Là đồ tôn của Dương Sư, chẳng phải chứng tỏ, vị Trương Huyền kia là thân truyền của Dương Sư. Đại trưởng lão, thời điểm nàng tràn đầy chấn kinh, một tiếng la lên rồn rập, nhị trưởng lão vội vã bay vào, nhìn thấy đại điện nhiều ra hai người, mang theo nghi ngờ, bất quá vẫn vội vàng đi tới trước mặt. Làm sao vậy? Thấy nàng vội vã như thế, u nhược tâm cau mày. Không tốt, phong ấn của thanh phạm điện hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng thiếu cung chủ, triệu nhã, nàng, không thấy. Nhị trưởng lão hô hấp dồn dập vẻ mặt trở nên trắng bệch. Không thấy triệu nhã. Con người của U Nhược Tâm co rụt lại, vừa định đi nhìn một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Dương Sư, không sai, người là ta mang đi. Trương Huyền thản nhiên nói. Trương 2858, để băng nguyên cung từ đây biến mất. Một, người mang đi ra, điều đó không có khả năng, bốn phía thanh phạm điện là trận pháp cấp 9 đỉnh phong, là các đời tiên tổ của băng nguyên cung dùng huyết tâm huyết bố trí thành. Không có lệnh bài, trận pháp sư công hội hội trưởng cũng khó có khả năng lặng yên không tiếng động mang người đi nghe được vị trước mắt này nói nhị trưởng lão giật nảy mình nàng không tin cũng không dám tin tưởng thanh phạm điện là địa phương các đời giam giữ tội nhân trong cung phòng ngự xâm nghiêm không gian gấp bí ẩn tuyệt đối không phải người có thể lạng yên không một tiếng động đi vào còn không cho bọn họ biết đừng nói trận pháp sư công hội hội trưởng lạc gia gia chủ am hiểu không gian nhất cũng khó có khả năng làm được nhưng hiện tại chân thực phát sinh triệu nhã không thấy người trước mắt này nói hắn mang đi Vị này đến cùng là ai? Thực lực lại đạt đến loại tình trạng nào? Cái này, tuy cũng tràn đầy không tin, nhưng u nhược tâm vẫn ổn định thân hình, vội vàng ôm quyền. Dương sư, tại hạ không biết Triệu Nhã là đồ tôn của ngươi. Có chỗ lỗ mãng mong rằng rộng lòng tha thứ, cực kỳ ta dùng khốn thiên tỏa, cũng không phải cố ý làm khó. Dù Triệu Nhã là Bang Nguyên cung thiếu cung chủ của các nàng, nhưng liên lụy đến Dương sư liền không bình thường. Sư đạo truyền thừa học sinh chịu nhục, lão sư có lý do ra mặt, thật muốn truy cứu, danh sư đường cũng tìm không ra vấn đề, ngược lại sẽ dốc sức ủng hộ. Khốn thiên tỏa, khóa lại kinh mạch, để nàng tiếp nhận thống khổ to lớn. Một câu không phải cố ý làm khó liền thôi. Trương Huyền hít mắt lại, giọng nói trở nên rét lạnh. Cái này, u nhược tâm cắn răng. Ta nói thực với Dương Sư đi, thể chất của triệu nhã là thuần âm, nhất định phải nhanh kích hoạt, dính dáng việc lớn của danh Sư Đường, cho nên ta cũng không có cách nào. Dính dáng danh sư đường. Trương Huyền nghi ngờ. Không sai, chuyện này xác thực dính dáng tổng bộ danh sư đường, người không biết. Người không phải người của tổng bộ. Khúc trưởng lão nhíu mày, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Tuy vừa rồi vẫn cảm thấy đối phương không phải thái thượng trưởng lão, nhưng có thể giúp hắn trị liệu thương thế, hơn nữa nói ra chỗ mấu chốt, cảm thấy nhất định là người tổng bộ, có lẽ là vị túc lão hắn chưa bao giờ thấy qua, lánh đời thật lâu, bởi vậy không có đánh gãy đối phương, đồng thời cũng muốn nhìn một chút, đến cùng tới đây làm gì. Dù sao đối phương không có thất lễ, cũng không có cố tình gây sự. Nghe được vì cứu Đồ Tôn mà đến, càng không có lý do xen vào. Chỉ là hiện tại liên lụy đến việc lớn của tổng bộ danh sư đường, người này lại không biết, chẳng lẽ không phải người của tổng bộ. Không phải danh sư, lại có loại năng lực này, còn có thể lặng yên không tiếng động từ trong tay băng nguyên cung cứu người đi sự tình liền không có đơn giản như vậy. Ta chỉ là có chút sự tình không rõ ràng lắm mà thôi. Trong lòng Trương Huyền chấn động, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, tùy ý khoát tay áo. Triệu nhã kích hoạt thể chất, liên lụy tới tổng bộ danh sư đường, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tổng bộ danh sư đường, thiên hạ gương mẫu, chắc chắn sẽ không làm chuyện xấu, cũng không có khả năng làm ra sự tình vi phạm đạo đức, ép triệu nhã dùng thuật thải bổ kích hoạt thể chất, thật khó mà tin được không rõ ràng lắm, điều đó không có khả năng, chuyện này là Dương Sư tự mình xác định, thay mặt hội trưởng thi hành. Chỉ cần danh sư tổng bộ đạt tới cửu tinh, không ai không biết, người làm sao có thể không biết, người đến cùng là ai. Khúc trưởng lão tiến về phía trước một bước. Nếu như đối phương không phải người danh sư đường, coi như đối phương có thể giúp hắn chữa thương, cũng phải bắt lại. Danh sư, có nguyên tắc cùng kiên trì của mình, chắc chắn sẽ không vì bản thân mà thỏa hiệp với những người khác không phải dương sư, vậy ngươi là ai, chạy đến băng nguyên cung chúng ta cướp người đi, là dụng ý gì? chương 2859, để băng nguyên cung từ đây biến mất. Hai Thấy khúc trưởng lão trở mặt, u nhược tâm sửng sốt một chút, cũng ít mắt lại. Hai đại cao thủ sinh ra khí tức, giống như bức tường áp bước đến, để cho người ta hô hấp không thoải mái. Khúc trưởng lão, chuyện này, quay đầu lại sẽ nói với ngươi, người trước đừng nói chuyện không nghĩ tới trong chuyện này lộ ra chân tướng, lông mày dương lên, ngón tay trương huyền nhẹ nhàng bắn ra. Lạch cạch, khúc trưởng lão đang muốn nói, đột nhiên cảm thấy chân khí vừa rồi đi vào trong cơ thể lập tức sôi trào, chui vào các nơi trong thân thể, tàn phá bừa bãi. A hát, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, thân thể mềm nhũn suýt chút nữa ngã trên mặt đất, trong lòng ngạc nhiên, muốn nói ra, nhưng một câu cũng nói không ra. Trong nháy mắt hắn liền biết, đã trúng ám chiêu của đối phương chẳng lẽ hắn là tân nhiệm điện chủ của độc điện. Toàn thân kéo căng, muốn ra tay, khẽ động cũng không thể động, như bị phong ấn. Danh sư đường nhận được tin tức, độc điện ẩn giấu ở núi sâu nghênh đón một vị điện chủ mới, nghe nói là độc điện sư tổ chuyển thế, tuổi còn trẻ, một thân độc công quỷ thần khó lường, khó mà chống lại. Tổng bộ chuyên môn phái một vị danh sư cửu tinh am hiểu ẩn nấp tiến đến dò xét, còn không có đi vào cung điện của vị điện chủ kia, liền chúng phải kịch độc suýt chút nữa tử vong. Bất quá vị điện chủ này không chỉ giúp đối phương giải độc, cũng nói cho hắn biết lão sư của mình là một vị danh sư, không nguyện ý cùng danh sư đường là địch, mong không cần khẩn trương. Về sau một đường dò xét biết được, từ khi vị điện chủ này của độc điện thượng vị quả thực thu liếm thuộc hạ, lúc này mới yên lòng lại. Chẳng lẽ tên này nói đều là giả? Thật ra thì bản thân đã lặng lẽ đi tới băng nguyên cung, ý định xuống tay với bọn họ nếu không làm sao có thể lặng yên không tiếng động hạ độc mà không bị phát giác. Ngay cả hắn chúng độc cũng không tự biết, tên này thật muốn độc chết tất cả mọi người của băng nguyên cung, chẳng phải cực kỳ đơn giản. Trong lòng tràn đầy lo lắng, nhanh chóng vận chuyển chân khí, chẳng qua càng vận chuyển, thân thể càng cương, đau đớn kịch liệt, giống như sắp xé rách hắn thành vô số mảnh vỡ. Đúng, là mấy đạo chân khí vừa rồi ta hòa vào trong cơ thể. Rất nhanh thì hiểu được, địa phương đau đớn trong cơ thể, chính là vị trí chân khí đối phương trải qua, nói cách khác, đối phương cũng không phải vô thanh vô tức hạ độc, mà là hắn đã kiểm tra không có vấn đề, nhất thời chúng chiêu. Đáng ghét, biết chuyện gì xảy ra, trong lòng lại không căng thẳng, hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa, tăng thêm tốc độ vận chuyển lực lượng, tranh thủ trấn áp mấy đạo chân khí kia xuống. Tuy không thể giải độc, nhưng dùng thực lực của hắn, chân áp thời gian ngắn cũng không thành vấn đề khúc trưởng lão. Hắn bên này không nói lời nào, u nhược tâm giật nảy mình. Thực lực vị này đến cùng cao bao nhiêu, nàng rõ rõ ràng ràng, người kia nói một câu, để hắn im miệng, liền thật không dám động đậy, thậm chí như chúng thủ đoạn bí ẩn. Vị này thật mạnh như vậy sao? Không cần nhìn, khúc bất bình bị ý niệm của ta khóa lại, ốc còn không mang nổi mình ốc. Nói thật cho người biết, ta quả thực không phải dương sư, có điều thực lực của ta. So với hắn chỉ mạnh không yếu, mí mắt vừa nhấc, Trương Huyền tiến về phía trước một bước, trên người tản mát ra khí tức không người có thể ngăn cản, nhất cử nhất động, tựa như đại biểu thiên đạo, có thể tiến hành trừng phạt thế gian. Ta không muốn ra tay, nhưng không có nghĩa là sẽ không xuất thủ, nói cho ta biết, làm sao giải quyết khốn thiên tỏa, liền bỏ qua ngươi. Nếu không, ta không ngại để băng nguyên cung, từ đây biến mất. chương 2860, Trương Huyền trọng thương một Biến mất, sắc mặt đại trưởng lão trắng nhợt, kìm lòng không được lui về sau một bước. Đối phương có thể dùng một đạo ý niệm đè khúc trưởng lão nói không ra lời, động cũng không thể động, lại có thể lặng yên không tiếng động đi vào băng nguyên cung, cứu triệu nhã đi. Thực lực mạnh mẽ, khoáng tuyệt cổ kim, thật muốn động thủ, nàng có thể đánh lại ư. Trong lòng phát lạnh, không cần nghĩ, khẳng định đánh không lại. Thực lực của nàng, cũng chỉ tương đương khúc trưởng lão, đối phương chế ngự khúc trưởng lão đơn giản như vậy, giết chết nàng hẳn càng thêm dễ dàng không sai ta có thực lực này cũng có năng lực như thế sở dĩ không động thủ là không muốn sinh linh đồ thán không muốn bởi vì cứu người mà biến thành giết người chắp hai tay sau lưng trương huyền lần nữa tiến về phía trước một bước dù nhìn không ra tu vi nhưng cho người ta một loại cảm giác áp bách không có kẽ hở bàn tay run lên triệu nhã xuất hiện ở trước mắt trương huyền nhìn qua chỉ cần ngươi giúp nàng giải quyết khốn thiên tỏa ràng buộc là được còn kích hoạt tầng thể chất cuối cùng, ta sẽ tự mình ra tay, không cần ngươi lo nghĩ. Thể chất của triệu nhã, khẳng định cần kích hoạt toàn bộ, còn phương pháp, về sau có thể đi nghĩ, việc cấp bách là mở ra khốn thiên tỏa, để nàng ít nhận thống khổ, lần nữa khôi phục thực lực. Ngươi có thể giúp nàng kích hoạt tầng thể chất cuối cùng. U nhược tâm ngẩn ngơ. Không sai. Trương huyền lộ ra tự tin nồng đậm. Thiên hạ này, nếu như ta làm không được, chỉ sợ không có người khác có thể làm được. Điểm ấy ngược lại không có khoác lác. Nắm giữ thiên đạo thư viện là nắm giữ tất cả khả năng trên thế giới. Trên thế giới này, nếu thật hắn làm không được, những người khác khẳng định cũng không thể, dương sư cũng không được. Thế nhưng mà, thân thể nhoáng một cái, sắc mặt u nhược tâm trắng nhợt, không ngừng run rẩy Khốn thiên tỏa của băng nguyên cung, từ hàn thiên băng tầm cô động thành, đi vào thân thể liền sẽ đóng băng kinh mạch, muốn loại bỏ. Chỉ có một con đường có thể đi, chính là hấp thu thuần dương chi khí, không còn phương pháp gì khác. Ngươi nói cái gì? Ra đầu trương huyền nổ tung, mặt đất bốn phía tầng tầng nứt ra, giống như mạng nhện lan tràn. Triệu nhã ở một bên thân thể mềm mại cũng nhoáng một cái, suýt chút nữa ngã sắp xuống. Vốn cho rằng sư tổ tự mình ra tay, rất dễ dàng giải quyết khó khăn trước mắt, không nghĩ tới quay tới quay lui, muốn giải quyết thứ này, nhất định phải đi một bước kia. Xảy ra sự tình của mẹ nàng, ta chỉ có thể đi một bước này, suy nghĩ tiếp nhận mấy ngày thống khổ, nàng sẽ dựa theo phương pháp ước định tiến hành tu luyện, các đời cung chủ đều có trải qua như vậy, căn bản không cần hóa giải. U nhược tâm không ngừng lắc lư, băng tầm được nuôi ra, chế thành khốn thiên tỏa, mục đích là vì ép cung chủ tu luyện tầng công pháp cuối cùng, thứ này bản thân vốn không có thuốc giải. Ngươi, con mắt trương huyền đóng lại, nắm đấm siết chặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Hắn nắm giữ minh lý chi nhãn, có thể nhẹ nhõm nhìn ra, đối phương không có nói dối. Nói cách khác, khốn thiên tỏa, trừ phương pháp thải bổ của băng nguyên cung, quả thực không có bất kỳ phương pháp giải quyết gì. Đáng ghét. Phốc. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 122.